Hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, đó là phần chữa bài tập dẫn xuất halogen. Thì trước khi chữa bài tập thì thầy nhắc lại cho chúng ta một số kiến thức lý thuyết. Đó là cái đầu tiên, đó là khái niệm. Thì chúng ta biết rằng là cái dẫn xuất halogen ấy là mình thay thế nguyên tử halogen cho nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon thì mình được dẫn xuất halogen, được chưa? Đấy là cái đầu tiên. Thì chúng ta có dẫn xuất của clo, brom, iốt hoặc là fluor. Thì chúng ta có thể đọc là chlorine, bromine, iodine và fluorine. Ok chưa? Đấy là cái phần đầu tiên định nghĩa. Cái thứ hai là cái phần đồng phân. Thì mình có đồng phân mạch carbon là mạch thẳng, mạch nhánh. Hoặc đồng phân vị trí nguyên tử halogen là ở vị trí số 1, số 2 hoặc số 3 gì đó, tùy từng mạch. Được chưa? Sang phần danh pháp thì mình có cái phần tên thay thế. Tên thay thế thì chúng ta sẽ chuyển chlorine thành chloro, bromine thành bromo và gọi tên như bình thường. Được chưa? Nhóm nào mà chúng ta đọc tên trước thì chúng ta đánh số ưu tiên từ nhóm đấy trước. Ok chưa? Đấy là cái phần tên thay thế. Ví dụ như cái anh này này, ví dụ như anh này thì chúng ta đánh số từ bên tay trái, đúng không? Vì nó gần chlorine thì chúng ta sẽ đọc có thể là hai chloro butan, được chưa? Tương tự như thế, nếu mà mạch của chúng ta mà có nối đôi thì mình đánh số ưu tiên từ phía gần nối đôi nhé. Mình đánh 1 2 3, đúng không? Mình sẽ đọc là 3 bromo, prop 1 en. Đấy thì thầy nhắc lại cho chúng ta để những bạn vào sau bạn còn nghe lại kịp. Rồi, tiếp tục sang phần tên thường gọi. Thì mình có 3 chất mà phải nhớ tên thường gọi, đó là chloroform, bromoform và iodoform. Được chưa? Iodoform. Đấy là cái phần tên thông thường. Tên gốc chức thì nhiều, tên gốc chức thì chúng ta phải nhớ thầy một số gốc mà thầy đã nhắc ở buổi hôm trước. Mình có gốc etin, gốc vinin, benzin, phenin, vân vân, đúng không? Anilin, vân vân gì đó thì chúng ta phải xem lại. Sang phần tính chất vật lý thì chúng ta biết là các dẫn xuất halogen thường là chất lỏng hoặc chất rắn và nặng hơn nước. Được chưa nhỉ? Có một số dẫn xuất halogen có kích thước phân tử khối nhỏ. Ví dụ như ba anh đầu tiên này thì nó ở thể khí, còn to hơn thì thường ở thể lỏng với lại thể rắn. Tính tan thì hầu như là không tan và nặng hơn nước, nên là khi nó ở trong nước nó sẽ chìm xuống bên dưới. Tính chất hóa học thì chúng ta có hai tính chất điển hình, đó là phản ứng thế và phản ứng tách. Phản ứng thế thì chúng ta chỉ cần hiểu cho thầy đó là thủy phân trong môi trường kiềm đấy. Mình chỉ cần đun với NaOH hoặc KOH loãng, đúng không? Dung dịch thì nó thay cái thằng chlorine thành nhóm OH đây này, thay bromine thành OH. Hoặc là phản ứng tách thì chúng ta nhớ cho thầy là cái xúc tác nó khác nhau nhé. Đun với kiềm trong môi trường alcohol thì là phản ứng tách theo quy tắc tách Giai-xép, còn đun với kiềm mà trong môi trường là nước ấy thì nó là phản ứng thế. Nó sẽ khác biệt ở cái chỗ cái môi trường nhé, môi trường là alcohol hay là môi trường là nước, được chưa? Rồi đấy, và ở đây có một vài bạn comment đây, bạn Diệu Thảo 9,8 mà mấy lớp kia thì cũng có mấy bạn được 10 phẩy, thì các bạn chắc là ở đây nhiều bạn còn chưa biết được điểm tổng kết. Ai có điểm tổng kết cao nhắn tin thầy nhé. Rồi, cái phần bài tập tách thì chúng ta có tách theo quy tắc tách Giai-xép. Thì chúng ta biết rằng là cái anh brom ấy, thì chúng ta cứ hiểu thầy nó giống như một tên ăn trộm, thì nó sẽ chỉ ăn trộm với hiro ở một trong hai nhà hàng xóm, đúng không? Vậy thì sản phẩm chính ở đâu? Sản phẩm chính nó sẽ vào bậc cao. Vậy thì anh brom sẽ bị ăn trộm cái thằng H ở đây này, thì nó hình thành nối đôi ở giữa, thì sản phẩm chính của chúng ta chính là anh này, được chưa? Còn sản phẩm phụ là tách ở vị trí còn lại nhé. Thì chúng ta đã học cái quy tắc tách này rồi, quy tắc tách Giai-xép. Ứng dụng thì em tự đọc lại. Ok, Sơn Hải 9,7 kìa. Đấy là cao nhỉ? Học kỳ 1 thấy bảo giữa học kỳ 1 điểm không cao mà điểm cuối chứng tỏ cuối kỳ được 10 rồi. Ok nhá, ai điểm tổng kết cao nhắn tin cho thầy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chữa bài tập. Bài tập thì đầu tiên là phần tự luận. Cái này thì một số bạn ở lớp off thì thầy đã chữa chúng ta được xong khoảng 30 mấy bài đầu tiên rồi, nhưng mà nó cũng tương đối nhanh thôi. Chúng ta soát cho thầy nhá. Phần bài tập tự luận, ở đây thì thầy không cần các bạn comment, thầy sẽ chữa luôn. Đấy, thì chúng ta điền cho thầy này, khi thay thế, được chưa, nguyên tử hydrogen của phân tử hydrocarbon bằng gì? Bằng nguyên tử halogen, được chưa? Thì tôi được dẫn xuất halogen. Đấy là cái định nghĩa khi thay thế nguyên tử hydrogen của phân tử hydrocarbon bằng nguyên tử halogen thì tôi được dẫn xuất halogen. Tiếp tục cái thứ hai nó bảo là iodoform là dẫn xuất halogen trong đó. Trong đó gì thì chúng ta để ý cho thầy ở đây là cái CH4 của mình có 4 nguyên tử hiro nhưng chỗ này chỉ còn có một nguyên tử. Vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay là trong đó ba nguyên tử hydrogen của CH4 đã được thay thế bằng ba nguyên tử iodine, được chưa? Thay thế bằng ba nguyên tử iodine. Đấy là câu số 1. Tiếp tục sang câu số 2. Câu số 2 thì nó bảo em là có thể tạo ra được những dẫn xuất chlorine nào từ metan, thì chúng ta sẽ có dẫn xuất thứ nhất là CH3Cl, là mình thay thế một anh chlorine cho một anh hydro, đúng không? Tiếp tục anh thứ hai là CH2Cl2, anh thứ ba là CHCl3 và anh cuối cùng là CCl4 nhé.
Đấy là câu số 2, thế chữa nhanh thôi. Sang câu số 3 thì gọi tên những chất này, hoặc là nó bảo em là những anh nào là dẫn xuất halogen thì chắc chắn đó anh số 1, anh số 3, anh số 5 và anh số 6. Các anh này thì đều có nguyên tử halogen gắn vào. Được chưa? Rồi, gọi tên thì anh đầu tiên thì chúng ta sẽ gọi thầy là chloro etan, đúng nha. Còn ta đọc là ethan. Anh thứ ba này thì chúng ta đánh số từ phía gần nối đôi nhé. Ở đây thì chúng ta nhớ là đánh số ưu tiên từ phía nối đôi. Vậy thì chúng ta sẽ đọc của thầy là 3 bromo 2 metin. Và mạch chính của chúng ta là pro. Nó có một nối đôi vị trí số 1 thì là 1N. Được chưa? 3 bromo 2 metin pro 1N. Tiếp tục sang anh số 5 thì chúng ta đọc của thầy là 2 iodo propan, thì cái này là tương đối dễ. Đến anh cuối cùng của chúng ta thì ta đọc cho thầy là 1,2 đi bromo. Bởi vì lúc này là nó có hai thằng brom gắn vào đúng không? Đi bromo ethan hay là etan. Ta cứ đọc tiếng Việt đi, ta viết tiếng Anh thì được. Rồi, đấy là câu số 3. Sang thầy câu số 4. Câu số 4 nó bảo là viết các đồng phân cấu tạo ứng với C3H7Cl. Các em comment hộ thầy cái câu số 6 nhé. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? Chỗ này nó bị hình như cái chỗ này nó bị mất một câu à? Chỗ này chắc là mất một câu rồi. Do chắc là do thầy cắt đi. Nó bị mất chuột. Em ghi thầy câu số 5 là C4H9Cl có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? Vì khi thầy cách dòng ấy, có thể là cái con chuột của thầy nó dính vào đây luôn, nó mất câu số 5. Thế bây giờ chúng ta nhìn thấy câu số 4 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thì chúng ta học rồi. Ở đây thầy nhắc lại cho các bạn cái công thức giải nhanh. Đó là CnH2n cộng 1 mà gắn với một nhóm chức X nào đó thì luôn có 2 mũ N trừ 2 công thức cấu tạo. Được chưa? Thế giờ câu số 4 thì chúng ta có hai chất thôi nhé. Câu số 4 chúng ta có hai chất. Đây này, chúng ta áp dụng cho thầy là 2 mũ 3 trừ 2 thì bằng 2 công thức cấu tạo. Được chưa nhỉ? Thế bây giờ anh đầu tiên đây. Anh thứ hai của chúng ta là chlorine gắn vào giữa. Được chưa? Tiếp tục đến cái câu số 5. Câu số 5 thì nó bảo anh này có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thì ta trả lời cho thầy là 2 mũ 4 trừ 2 thì bằng 4 công thức cấu tạo. Được chưa? 4 công thức cấu tạo. Đấy thì em tự viết lại. Sang thầy câu số 6 thì công thức giải nhanh là 2 mũ 5 trừ 2 thì bằng 8 công thức cấu tạo. Được chưa? Bây giờ thầy viết cụ thể cho chúng ta nhé. Bây giờ em phải nhớ cho thầy là hồi thầy dạy bài ancan ấy thì thầy có nói với chúng ta đó là C5 nó có 3 kiểu mạch. Đây này, 3 kiểu mạch. Kiểu mạch thứ nhất là mạch không phân nhánh hay gọi là mạch thẳng. Kiểu mạch thứ hai là mạch có một nhánh và kiểu thứ ba là kiểu mạch có hai nhánh là dạng neo. Thì với kiểu mạch đầu tiên thì nguyên tử clo có thể gắn vào một trong ba vị trí này. Chúng ta hiểu cho thầy là clo có thể gắn vào cái dấu X thứ nhất, có thể gắn vào cái số 2, có thể gắn cái thứ ba. Chúng ta tính thầy là 3 công thức cấu tạo này. Với kiểu mạch thứ hai thì chlorine của mình có thể gắn vào một trong bốn vị trí này. Thì cái này ta tính là 4 công thức cấu tạo. Và anh này thì có một trong các vị trí còn ở xung quanh này thôi. Thì ta tính thêm một công thức cấu tạo nữa, tổng là 8. Câu số 5 chúng ta có 8 cái. Rồi, thì đấy là câu số 6. Bạn Đức Nhân, Bùi Hoàng Diệu, Thảo, Phạm Việt Bách, đấy, bạn Phan Trung Hậu, Nguyễn Ngân Hà, Phùng Minh Trường, Dương Minh Hiếu, Hoàng Đình Bảo đều trả lời đúng. Rất tốt. Các bạn khác trả lời thầy nhé. Câu số 7, gọi tên. Thì cái này gọi tên rất là dễ. Thì chúng ta đánh số thầy là 1, 2, 3. Vì anh này là liên kết đơn. Thì chúng ta đánh số từ phía halogen. Ta đọc của thầy là 1 bromo propan. Được chưa? Đấy. Anh thứ hai này thì đánh số ở đâu? Thì lúc này sẽ có vấn đề. Thầy nhắc các bạn là khi nó chỉ có liên kết đơn đấy. Thì ở đây tôi có nhánh thứ nhất là nhánh metin. Nhánh thứ hai là nhánh chlorine. Thì trong bảng chữ cái thì chlorine đọc trước. Nên là chúng ta phải đánh ưu tiên từ phía nhóm nào đọc trước. 1, 2, 3, 4. Ta sẽ đọc có thầy là 2 chloro. Được chưa? 3 metin. Và mạch chính của chúng ta là butan. Nhá. Rồi chào Phương Vi. Đến anh này thì ta đánh số từ phía gần nối đôi nhé. Nhớ thầy là khi nó gần nối đôi thì chúng ta phải ưu tiên nó. Thì chúng ta đọc có thầy là 3 bromo. Đúng không? 2 metin. Ai mà chưa làm bài tập về nhà thì chúng ta buộc phải chữa nhanh lên. Và mạch chính của chúng ta có 3 carbon là prop 1N. Đấy là câu số 7. Câu số 7. Rồi tiếp tục câu số 8. Viết công thức cấu tạo thì cách viết như sau này. Chúng ta đọc cái mạch chính này. Ethan này này. Là etan này, chúng ta có 2 carbon này. Iodo ta gắn vào động cũng được. Đây. Sau đó chúng ta điền nốt hero lần sau. Đến câu A. Câu B. Chi chloro metan thì ta có metan có 1 carbon. Chi chloro là có 3 thằng chloro gắn vào. Thì tôi đọc là CHCl3. Anh này chính còn có tên gọi khác là chloroform. Đúng chưa?
Sang câu C, 2 bromo pentan. Pentan của chúng ta là có 5 nguyên tử carbon. 2 bromo thì brom gắn vào đây. Chỗ này thầy chữa nhanh nhé, bởi vì hôm nay chúng ta còn có một việc nữa đó, ta học bài mới luôn. Đấy, tiếp tục sang câu D thì 3 metin butan, chúng ta viết cho thầy butan này. Nhưng mà 2 cloro thì cloro gọi trước và 3 metin ở đây. Em chủ động điền lại hydro cho thầy nhé. Rồi, sang câu 9, viết công thức cấu tạo thì đây chúng ta có pentan là chúng ta viết thầy 5 nguyên tử carbon vào. 3 cloro, 2 metin, đó, xong. Đến câu B, chi cloro metan, thì câu này lặp lại, CHCl3. Đến câu C, sec butin bromide, thì sec butin có nghĩa là cái mạch 4 carbon nhưng mà nó là bậc 2. Sec là secondary đấy, là bậc 2. Thì chúng ta gắn bromin vào đây là xong. Đến ido ethan thì ethan của chúng ta có 2 nguyên tử carbon và iốt chúng ta gắn vào đây. Được chưa? Đấy thì các em chủ động các em điền nốt cho thầy hydro nhé. Ai chưa làm bài thì chúng ta chữa nhanh cho thầy đi. Em không làm bài em tự chịu thôi. Vì thầy luôn luôn dặn chúng ta là chúng ta phải làm bài trước. Được chưa? Đấy là câu số 9. Rồi, sang cho thầy phần trắc nghiệm. Phần trắc nghiệm. Thì xin mời các bạn comment ở thầy. Câu 1, công thức tổng quát của dẫn xuất monoclorin no mạch hở. Thì thầy hướng các bạn này là chúng ta nhớ thầy là no thì chúng ta nhớ đến ancan là CnH2n+2. Mình có monoclorin là mình thế một clo vào thì mình phải trừ đi một hydro và mình gắn một clo ở đây thì cái này nó sẽ còn 2n+1. Nên là chúng ta sẽ chọn thầy câu 1, đáp án của mình là đáp án D. Được chưa? Câu 1 phương án D. Rồi thầy đã nhìn thấy bạn Đức Nhân, Ngọc Tú, Bùi Hoàng Diệu, Thảo Thảo Nhi, Phương Vi, Phùng Minh Trường, Lê Quang Minh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Hậu Phan, Huyền Phạm, Hoàng Đình Bảo, Hải Nguyễn đều trả lời chính xác. Tiếp tục sang cho thầy câu 2 tương tự nhé. Công thức dẫn xuất dichlorin trừ chỉ chứa liên đơn thì chúng ta cũng thế, chúng ta nhớ ancan là CnH2n+2 bởi vì chỉ liên đơn nó giống như ancan. Sau đó chúng ta gắn chlorin vào là dichlorin là mình phải bớt đi 2 hydro, mình thế clo vào đây thì nó là CnH2nCl2. Nên câu 2 chúng ta chọn thầy phương án C. Được chưa? Câu 2C. Câu 3 tương tự chúng ta chọn A. Được nhỉ? Câu 3 thầy bảo các bạn này, có một liên kết pi thì nó giống như anken đấy. Giống như anken thì chúng ta nhớ là CnH2n. Nhưng mà có monoclorin thì chúng ta sẽ bớt đi một hydro và ta gắn một thằng clo vào đấy. Thì đây chính là cái câu số 3 của chúng ta nhé. Thì chúng ta xây dựng như vậy. Thì bây giờ thầy nhắc lại này, ancan là CnH2n+2 là chỉ có liên kết đơn. Còn anken là CnH2n là có một liên kết pi hay là một nối đôi đấy. Thì chúng ta cứ nhớ những cái ancan anken đấy, chúng ta thế cái clo vào và ta bớt hydro là xong. Được chưa? Câu 3A. Rồi, cảm ơn các bạn làm rất tốt. Tiếp tục sang câu số 4. Số nguyên tử carbon thì chúng ta đếm thôi. 1, 2, 3, 4, 5 và thêm thằng này là 6. Đúng không? 6 thì chúng ta chọn câu 4 đáp án C. Câu số 5. Chất nào là dẫn xuất halogen? Câu này dễ quá, đáp án B. Thầy nhắc các bạn này, trong dẫn xuất halogen ấy, thì chỉ có CH và clo thôi. Có thể có H hoặc không có, nhưng mà nhớ là không thể có cái nguyên tố thứ 3 nhé. Không thể có oxy trong đây được. Đấy thì chúng ta chú ý cho thầy là dẫn xuất halogen là phải có halogen liên kết với hydrocarbon. Câu số 5 đáp án B. Câu số 6, anh nào không phải dẫn xuất thì chắc chắn là câu C. Câu 7, chất nào sau đây thuộc loại dẫn xuất halogen? Thuộc loại thì chắc chắn là C rồi, đúng nhá. Câu số 8, dẫn xuất halogen của chúng ta thì có hai kiểu đồng phân chính là đồng phân mạch carbon và đồng phân vị trí nguyên tử halogen. Thì câu 8 chúng ta chọn B, trong vở có hết rồi. Câu 9, dẫn xuất halogen của hydrocarbon không chứa nguyên tố gì? Thì chắc chắn là không chứa nguyên tố oxygen. Câu 9 C. Để cho các em comment mạnh cho thầy nhé. Nào bây giờ xin mời các bạn comment cho thầy câu số 10, câu 11. Câu 10, tên gọi theo danh pháp thay thế. Cái này thầy phải cảnh báo các bạn một chút này. Rất nhiều bạn bị nhầm là chúng ta có hai cách gọi tên. Cách 1 là tên thay thế. Chúng ta nhìn vào đây, em cứ comment đi. Là mình phải chọn mạch chính đánh số gọi tên. Dĩ nhiên anh này chỉ có hai nguyên tử carbon thì mạch chính của chúng ta là ethan. Và cái chlorine lúc này là chúng ta hiểu là tên của nhóm chức thì chúng ta đọc là chloro, đúng không? Chloroethan. Đấy. Nhưng mà cách số 2 là tên gốc chức. Tên gốc chức. Thì cách đọc tên gốc chức ấy, là mình sẽ đọc tên gốc cộng với tên nhóm chức. Nhưng nhóm chức ta phải kết thúc bằng đuôi ide, đúng nhỉ? Thì chúng ta nói rồi. Thì anh này ta sẽ đọc có thầy là gốc của chúng ta, gốc này là gốc etin. Đấy. Và tên của chlorine bây giờ ta chuyển thành tên nhóm chức đó là chloride. Thì cái này nó sẽ khác biệt nhé. Nên là câu số 10 ở đây rất nhiều người là bị nhầm. Bạn nào chọn C thì nó chỉ là tên gốc chức thôi, chứ không phải là tên thay thế. Tên thay thế thì chúng ta phải chọn D mới đúng. Câu 10 đáp án D. Được chưa? Rất may là không có bạn nào bị nhầm câu 10.
Có 10 các bạn đúng hết. Bạn Huyền Phạm, Ngô Quang Minh, Phùng Minh Trường, Đức Nhân, Ngọc Tú, Lê Quang Minh, Ngân Hà, Phương Vi, Diệu Thảo, Việt Bách, Thảo Nhi. Ok. Đấy, thêm bạn Đỗ Linh. Câu số Lê Đức Quang, câu số 11, tên gốc chức nào? Cái này là tên gốc chức thì chúng ta phải nhớ cái gốc này là gốc isopropyl. Đấy, câu 11 thì thấy là đa số các bạn sai rồi đấy. Và chloride, đọc kỹ đề bài vào, tên gốc chức. Còn cách này là tên gốc chức nhé. Thế còn tên thay thế thì ta đọc là 2-chloro-propan. Thì đây là tên thay thế. Tên thay thế. Đấy, không cẩn thận là dính bẫy. Mà cái bẫy này là do mình không đọc đề bài, không đọc kỹ. Thì chúng ta chú ý hộ thầy là đọc đề bài thật cẩn thận vào. Tên gốc chức thì ta sẽ đọc là isopropyl chloride, thì dĩ nhiên nó không có chữ iso, ta vẫn chọn D được. Đúng nha, câu 11 ta chọn D. Nếu mà cẩn thận em thêm thầy chữ iso nhá, 11 D. Bạn nào chọn A là bị nhầm đấy. Câu số 12, danh pháp thay thế thì chúng ta đánh số từ phía gần nối đôi, nhưng mà nối đôi ở giữa thì ta đánh bên nào gần halogen hơn thì chúng ta sẽ có là 1 chloro và bút 2N. Thế câu số 12 chúng ta chọn C. Câu số 12 mình chọn C. Câu số 13, dẫn xuất này tên gốc chức, gốc là gốc metin, nhóm chức là bromide, đúng nhá? Thì ta đọc là metin bromide 13A. 14. 14 thì chúng ta đọc kỹ này. 14 tên gốc chức thì dễ rồi, gốc này là gốc phenin nhé. Cẩn thận nhầm giữa phenin với benzin thì đây là phenin chloride 14C. Câu 15, tên gốc chức thì gốc này là gốc vinin thì ta sẽ đọc là vinin chloride, được chưa? Đọc gốc trước, tên nhóm chức sau nhé. Vinin chloride. Được chưa? Câu 15 chúng ta chọn A. Rồi, ok. Quay đi quay lại chỉ có chục bạn hay comment thôi. Tiếp tục câu 16. Tên thay thế. Nào, xin mời các em comment thầy câu này. Thầy đợi chúng ta comment câu 16. Nào, xin mời các bạn trả lời câu 16. Rồi, 16 thầy lưu các bạn này. Là ở đây á, mình đánh số ở đâu? Đánh số ở chỗ nào mà mình đọc tên trước, đúng không? Thì mình đánh cho thầy là phía gần phía clo. 2 này, 3, 4, 5 và 6. Vậy thì chúng ta sẽ có là 2 cloro. Được chưa? Sau đó là vị số 3, số 4 có metin là 3,4 dimetin. Mạch chính của chúng ta có 6 nguyên tử carbon là hexan. 2 cloro 3,4 dimetin hexan. Đấy. Nên là bài này chúng ta chọn thầy đáp B. Bạn nào chọn B chứng tỏ rất nhớ bài. 16B có bạn Đức Nhân, Lê Quang Minh, Phạm Việt Bách, Nguyễn Thanh Thảo Nguyên, Huyền Phạm, Đỗ Linh, Hậu Phan, Khánh Ngô, Phúc Đoàn, Phùng Minh Trường, Đình Bảo, Đỗ Bảng Anh, Nguyễn Hồng Quang. Rất tốt. Ở đây thì có một bạn chọn A là em bị hơi nhầm một chút. Em nhớ thầy là cái cloro này trong bảng chữ cái, chữ cờ viết trước nên chúng ta phải đọc nó trước. Được chưa? 16B. Đấy, thêm bạn Dương Minh Hiếu. Câu 17, tên thay thế. Tên thay thế thì chúng ta chỉ cần hiểu là đây vị trí số 2. Thế là 2 cloro propan. 17B. 18, chất để sản xuất nhựa PVC. Ta nhìn cho thầy cái chữ vinyl chloride thì hiển nhiên là chúng ta chọn D. 18D. Bạn học bù thì nhớ ghi chép cẩn thận cho thầy nhé. 19, công thức cấu tạo của 2 cloro butan. 2 cloro butan thì đây butan có 4 carbon và clo vị trí số 2 thì 19A. Đúng không? 19A. Đấy. Có rất nhiều bạn làm rất tốt và comment rất nhiệt tình. Các bạn cứ làm đi, cứ trả lời đi. 19A. 20. Nào 20. 3 bromo prop 1N thì nhắc các bạn này khi có nối đôi thì ưu tiên từ phía nối đôi nhé. Thế nối đôi của mình đây này, 1 2 3. Hiển nhiên là câu 20 đáp án B. Được chưa? Câu 21, tên gọi của anh này. Nào xin mời các bạn comment hộ thầy câu 21 với câu 22 nào. 21, chúng ta có CH3 này. Xong cái C này ở đây là có 2 CH3 xung quanh, có nghĩa là một cái trên một cái dưới. Được chưa? Sau đó là đến CH2Cl. Vậy thì khi mình đọc tên anh này thì mình phải đánh số. Đánh số 1, 2, 3. Vậy thì sẽ là 1 cloro 2,2 dimetin. Đúng không? Dimetin. Và mạch chính có 3 carbon là propan. Đấy, 1 cloro 2,2 dimetin propan. Thế bây giờ chúng ta sẽ chọn cho thầy câu này là chọn A này, 21A. Được chưa? 21A đúng hết. Rất tốt. Bạn Phương Vi, Huyền Phạm, Ngọc Tú, Diệu Thảo, Đình Bảo, Quang Huy, Thảo Nhi, Đức Nhân, Phúc Đoàn, Ngân Hà, Việt Bách, Hậu Phan, Phùng Minh Trường, Lê Đức Quang, Nguyễn Hồng Quang. Ok. Tiếp tục sang câu 22 tương tự. Thì câu 22 chúng ta sẽ khai triển cụ thể là CH3 này. C này. Một anh clo, một anh CH3 đây.
Sau đó tiếp tục CH2, CH3 thì mình đánh số từ tay trái thì đúng không? 2 chloro 2 metin. Đấy thì chúng ta chọn thầy câu này đáp án D. Câu này thì không thể sai rồi. Câu 22 các bạn đúng 100%, rất tuyệt vời nhá, 22D. Câu 23 thì chúng ta đọc này, carbon tetrachloride. Có nghĩa là trong đây có một nguyên tử carbon và có bốn nguyên tử clo. Vậy thì hiển nhiên nó là câu 23 là A. Câu 24 thì cái chất 1 2 3 4 5 6 hexacloroxyclohexan thì chính là thuốc trừ sâu 666, chính là câu B. Đúng không? Anh này chính là thuốc trừ sâu 666. 6 anh clo gắn vào 6 vị trí trên cái mạch cyclohexan. Cái này sản phẩm sinh ra khi tôi cho benzen tác dụng với chlorine, điều kiện ánh sáng. 24 chúng ta chọn thầy B. 25 benzin. Benzin là vòng benzen bằng thêm nhóm CH2 thì benzin là câu 25C. Câu 26 phenin bromide chắc chắn là A rồi, đúng nhá. 27 anh nào có tên gọi là 1,3. 1,3 chắc chắn là câu B. Đúng chưa? 28 bậc 2. Thầy nhắc lại này, bậc của dẫn xuất halogen là bậc của nguyên tử carbon mà gắn với cái halogen đó. Ví dụ, chúng ta nhìn thấy thầy là carbon này là carbon bậc 2. Tại sao bậc 2? Bởi vì là xung quanh anh này có hai anh gắn trực tiếp vào nó, hai nguyên tử carbon khác gắn với nó thì thằng này nó là bậc 2, được chưa? Bậc 2 này, thầy viết được số La Mã nhé. Anh này thì là bậc 3, bởi vì xung quanh anh này là có ba nguyên tử carbon gắn vào thì nó là bậc 3. Hình dung chưa? Tiếp tục chúng ta sẽ có anh này thì nó là bậc 1 bởi vì xung quanh chỉ có một thằng bên cạnh gắn trực tiếp với nó. Nhớ là bậc của carbon thì nó bằng số nguyên tử carbon bên cạnh gắn trực tiếp với nó. Ví dụ anh này là bậc 1 bởi vì chỉ có một anh này gắn trực tiếp vào anh đấy. Và tương tự thì anh đầu tiên cũng là bậc 1 nhé. Nên câu 28 chúng ta chọn B. 28B. Rồi các bạn làm ổn. 29. Công thức nào sau đây ứng với tên là không đúng? Thì câu 29 thầy cho luôn các bạn, đó chính là câu B. Bởi vì trong bảng chữ cái á thì bromo phải gọi trước chloro, đảo chỗ hai cái này cho nhau. Nhớ cho thầy nhé, trong bảng chữ cái thì chúng ta đọc cái âm nào trước thì ta sẽ gọi cái đấy trước. Nên ta đọc là bromo trước so với chloro. Nên câu số 29 phải chọn B. Rồi, cảm ơn bạn Tuấn Anh, Đức Nhân, Phùng Minh Trường, Phương Vi. Rất nhiều bạn làm rất tốt. Câu 29 là B này. 30 không có đồng phân hình học xít chan. Thì có một cái kinh nghiệm là nối đôi vị trí đầu mạch này không bao giờ có. Bởi vì cái CH2 ấy, là hai cái thằng H đấy giống nhau thì không thể đảo chỗ được. Nên là cái set 2 không bao giờ có này. Tiếp tục sang với thầy, thế là câu B luôn. Câu A của mình ta để bảy biểu diễn nhé, nhìn này. Mình có C, nối đôi C này, một anh clo mà anh H này. Thì cái này là đồng phân này dạng xít này. Dạng chan thì chúng ta chỉ cần đảo ngược lại với nhau thành dạng chan. Đúng chưa? Tương tự như thế. Đây này chúng ta nhìn cho thầy câu C, carbon này với carbon này nhé. Một anh gắn vào đây là H này. Một anh là cả cụm này khác nhau, một anh là bro mà anh cả cụm này khác nhau. Thì đấy là có đồng phân hình học. Nên là khi nào có, khi nó có nối đôi và mỗi nguyên tử carbon nối đôi phải liên kết với hai nhóm nguyên tử hoặc hai nguyên tử khác nhau. 30 ta chọn B. 31, chất nào có đồng phân hình học thì kinh nghiệm này, cái nối đôi đầu mạch không bao giờ có nhé. Cứ CH2 nối đôi đầu mạch không bao giờ có. Hiểu chưa? Bây giờ chúng ta nhìn thấy câu D này, cái nguyên tử carbon này là có hai cái CH3 cùng gắn vào. Đúng chưa? Thì cái này cũng sẽ không bao giờ có. Cái này sẽ không có bởi vì nó có giống nhau không thể đảo được. Nhưng câu C có nhé. Nhìn câu C này. Cái thằng đầu tiên là nối đôi này, một anh là H này, một anh CH3, một anh là F, một anh là CH3. Thì cái đồng phân này dạng xít này, dạng chan thì chúng ta đảo một trong hai bên. Cái này là dạng chan. Được chưa? Nên chúng ta chú ý hộ thầy là muốn có đồng phân hình học thì phải có nối đôi. Và mỗi nguyên tử carbon ở nối đôi phải liên kết với hai nguyên tử hoặc hai nhóm nguyên tử khác nhau. 31C. Câu 32. Khi thay thế nguyên tử hydro đính với carbon bậc 2 bằng nguyên tử chlorine thì tôi thu được dẫn xuất bậc 2 thôi. Thì trong trường hợp này thì chúng ta chọn 32 là B. Chúng ta nhìn thấy thầy này, 2 chloro butan. Đây, thì cái carbon này carbon bậc 2. Đúng chưa? Đấy, câu 32 là B. Các bạn trả lời thầy nhé. Câu 33. Nào bây giờ trong lúc đợi các bạn comment thầy trả lời giúp các bạn câu 33. X là dẫn xuất của anken nhé. Bây giờ thầy bày cho các bạn cái cách xây dựng như sau này. Chúng ta nhìn cho thầy xây dựng cái dẫn xuất của anken. Thì chúng ta nhớ thầy là anken là CnH2n. Thế bây giờ từ đây chúng ta sẽ suy thầy là dẫn xuất mono chloride chlorine thì cũng vậy. Là như thế nào? Thì chúng ta hình dung thầy mình sẽ bớt đi một hydro và mình thế một clo vào đấy thì nó sẽ là CnH2n trừ 1 clo. Đây là em giải tự luận nhé. Còn em làm trắc nghiệm thì thầy khuyên chúng ta nếu mà làm trắc nghiệm thử đáp án cho nhanh. Ta có phần trăm của clo này. Em sẽ lấy 35,5
chia phân từ khối anh này thì nó là 14n trừ đi 1 cộng 35,5 thì nó còn cộng 34,5. Và nó bảo bằng là 56,8%. Em giải phương trình em sẽ tìm được n, đúng không? Câu 33 thì em sẽ tìm được n bằng 2 nên đáp số của mình nó là C2H3 clo. Câu này chúng ta chọn câu C. Tương tự như vậy, câu 34 rất là dễ. Câu 34 thì em chủ động em làm thì thầy cho đáp án A nhá. 33C. Rồi, 33C các bạn đúng hết. Bạn Diệu Thảo, Phương Vi, Ngân Hà, Đình Bảo, Ngọc Tú, Lê Quang Minh, Thảo Nhi, Huyền Phạm, Phúc Đoàn, Bảng Anh, Đỗ Linh. Câu 35 thì nó hỏi em là số đồng phân cấu tạo. Thì anh này chúng ta có công thức rồi là 2 mũ 4 trừ 2 thì bằng 4 công thức cấu tạo cho nó nhanh. Chúng ta chọn A. Nhưng nó hỏi bậc 1 cơ. Nó hỏi bậc 1 thì bây giờ chúng ta phải vẽ cụ thể. C4 có hai kiểu mạch, mạch thẳng và mạch nhánh. Thế bây giờ bậc 1 ấy, là cái anh clorin phải gắn vào đầu. Đây là thằng đầu tiên này. Bậc 1 ở đây cũng chỉ có thể gắn vào đây. Mình có hai chất thôi. Câu 36 chúng ta chọn A. Đấy là cái bài tập phần đầu tiên. Mấy cái bài này thì hôm trước thầy đã chữa ở trên lớp học rồi. Thì những bạn nào mà học bù chúng ta có thể soát lại cho nó chắc. 35 chúng ta chọn A và 36A nhé. Hôm nay buổi này rất là dài đấy. Thầy phải chữa cho chúng ta xong 16 trang ở tờ này cơ. Cộng thêm cả bài mới nữa nên là chúng ta cố gắng dành thời gian chúng ta ghi chép cẩn thận. Rồi, bây giờ sang phần tiếp theo. Phần tự luận thì em không cần trả lời. Lúc nào thầy bắt comment thì chúng ta comment thôi. Thầy nhắc lại các bạn này là khi dự đoán nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy á, thì chúng ta căn cứ vào hai cái. Thứ nhất là liên kết hydrogen và thứ hai là tương tác van der Waals. Thì thầy nói luôn các bạn là với dẫn xuất halogen thì nó sẽ không có liên kết hydrogen. Bởi vì cái liên kết ở đây là liên kết của nguyên tử carbon với flo hoặc clo hoặc bromo iốt cơ. Chứ nó không có liên kết giữa H với F. Không có liên kết này. Thì không có liên kết này thì sẽ không có liên kết hydrogen. Nên là ở đây ta chỉ so sánh dựa vào tương tác van der Waals. Thì cái tương tác van der Waals nó nói rằng là khi kích thước và khối lượng phân tử tăng thì tương tác van der Waals tăng, do đó nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng. Thì chúng ta nhớ thầy là trong bảng hệ thống tuần hoàn thì ta biết là fluorine số khối là 19, chlorine thì là 35,5, bromine thì là 80, còn iodine thì là 127. Vậy thì anh nào mà gắn với iodine thì nó sẽ có kích thước và khối lượng lớn nhất. Bởi vì chúng ta biết là fluorine nó ở cái chu kỳ 2 bán kính nhỏ, nhưng mà chlorine chu kỳ 3 bán kính to hơn, bromine thì to hơn nữa, còn iodine thì nó còn to hơn nữa cơ, đúng không? Vậy thì anh nào mà gắn với iốt thì tương tác van der Waals lớn nhất. Và cái bằng chứng đó là cái chất này nó là chất này nó là chất lỏng. Trong đó bằng này anh lại là chất khí. Đấy không? Khác nhau hoàn toàn. Nên là chúng ta chú ý cho thầy là nhiệt độ sôi á thì chúng ta sẽ gắn cho thầy từng anh một. Anh này sẽ bé nhất là âm 78 độ C. Anh này to hơn tí là âm 24 độ C. Anh này to hơn tí nữa là 4 độ C và anh này là 42 độ C nhá. Thì chúng ta chú ý cho thầy là tại sao như vậy thì chúng ta giải thích, chúng ta ghi thầy là từ CH3F đến CH3CL đến CH3BR đến CH3I thì chúng ta sẽ ghi thầy là kích thước và khối lượng phân tử tăng. Thầy chỉ giải thích mẫu một bài nhé, khối lượng phân tử tăng nên suy ra thầy là tương tác van der Waals tăng. Thầy viết ngoài chữ rất là xấu đấy nhé. Chúng ta chủ động, chúng ta tự nghe, chúng ta hiểu, chúng ta nói lại. Suy ra thầy là nhiệt độ sôi tăng. Đấy là giải thích. Đấy câu 1 được chưa? Câu này thì tương đối đơn giản. Chúng ta cứ dùng tương tác van der Waals. Câu số 2 thì nó bảo là nhận xét sự biến đổi nhiệt độ sôi theo mạch. Theo mạch thì ta thấy ngay đây có 1 carbon. Thì nhiệt độ sôi cỡ âm 24 tiếp tục 12, 47, 78. Tăng dần đúng không? Thì em ghi hộ thầy là tăng dần. Tăng dần. Theo hàng dọc ấy. Tiếp tục theo hàng ngang cũng tăng dần này. Theo hàng ngang là clo, brom, iốt thì cái này chúng ta cũng ghi thầy là tăng dần. Em ghi thầy giải thích thì em ghi thầy mở ngoặc là tương tác van der Waals. Em chỉ cần nói như thế là được. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu mà em vào phòng thi mà em cần giải thích cụ thể chẳng hạn thì em xét cho thầy theo hàng dọc. Em sẽ xét theo hàng dọc này. Là cái kích thước của các cái phân tử nó tăng dần. Bởi vì anh này có 1 carbon, anh này có 2 carbon cơ. Mạch nó dài ra thì kích thước nó lớn hơn. Kích thước và khối lượng tăng dần nên là tương tác van der Waals tăng dần nên nhiệt độ sôi tăng dần. Tương tự thế, hàng ngang tạm nói đúng như vậy nhé. Thì thầy chỉ nói với các em đúng một từ thôi, đó là tương tác van der Waals. Câu số 3, sắp xếp. Bây giờ thầy đợi các bạn comment ý B nhé. Ý B thầy cho các số là 1 2 3, em sắp xếp hộ thầy theo chiều tăng dần. Còn thầy sẽ sắp xếp hộ các bạn ý A. Xem có ai làm được câu B không nhé. Câu B em sẽ sắp xếp là 1 2 3 hay là 2 1 3 hay là 3 2 1 gì đấy. Cho comment thầy cái trật tự. Câu A này, bromo etan. Etan thì là C2H5BR này.
Bromoform là cái anh à, cái này bromometan, thì xin lỗi, metan, mà đây là metan. Mắt bị lag đấy. CH3BR này. Bromoform là CH3BR3 nhé. Chlorometan là CH3Cl, còn dibromo là CH2BR2. Nên thầy đánh số ở đây này. 1 2 3 4 thì chúng ta sẽ ghi thầy đáp số. Ở đây chúng ta nhớ thầy là kích thước và khối lượng phân tử tăng thì tương tác van der Waals tăng, nhưng nhiệt độ sôi tăng đúng không? Nên là trật tự của chúng ta sẽ là 3 nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 4 và nhỏ hơn 2. Em ghi thầy giải thích là từ 3 đến 1 đến 4 đến 2 thì kích thước phẩy M lớn tăng. Suy ra thầy là tương tác van der Waals tăng. Van der Waals tăng. Nên suy thầy nhiệt độ sôi tăng. Câu B thì chúng ta chú ý thêm một cái này là anh nào càng có nhiều mạch nhánh thì cái phân tử nó càng nhỏ gọn nên tương tác van der Waals càng kém. Đấy. Thế trong đây thì chúng ta thấy ngay là chloropropan thì thầy có thể vẽ cụ thể cho anh này là clo đây nhé. Isopropyl chloride thì đây. Là clo gắn đây. Còn một chlorobutan. 1 2 3 4. Đây, chúng ta sẽ thấy ngay đó là nếu mà chỉ cần mình nhìn mình vẽ ra thấy ngay cái anh này là kích thước nhỏ gọn nhất. Đấy, còn anh số 1, anh số 3 là kích thước nó lớn hơn. Nên là chúng ta sẽ có trật tự chuẩn của mình đó là 2 nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 3. Thì em cũng chỉ ghi thầy là trả lời là giải thích là dựa vào tương tác van der Waals. Tương tác van der Waals. Ta dùng thầy cái thuật ngữ đấy là được. 2, 1, 3 là đáp số chuẩn. Bạn nào trả lời được như thế chứng tỏ là rất nhớ kiến thức mà thầy đã dạy. Hoặc thậm chí ngay từ lớp 10 học rất ổn. 2, 1, 3. Ok, bạn Bùi Hoàng Diệu Thảo, Ngô Quang Minh, Nguyễn Đức Nhân. Rồi, chúng ta chú ý hộ thầy là anh nào càng có nhiều nhánh thì nhiệt độ sôi càng thấp. Bởi vì cái kích thước và phân tử của nó càng nhỏ gọn. Chúng ta nhìn ngay khi thầy vẽ hình cho thấy ngay là thằng số 2 là nhỏ gọn nhất rồi. Đúng không? Đến câu số 4 thì cái này thì chúng ta cũng tự ghép được. Câu số 4 thì đây, anh này là có một clo thì kích thước bé nhất. Thì anh này là âm 23,8 này. Anh thứ hai có hai clo là 40,2 độ. Anh thứ ba là 61,2 độ. Anh cuối cùng là 76,8 độ. Thầy nói nhanh nhé. Giải thích thì em cứ ghi thầy tương tác van der Waals. Câu số 5 thì nó hỏi em là vì sao những cái chất diệt cỏ này lại không nên lạm dụng, thì chúng ta chỉ cần trả lời là vì nó độc. Vì nó độc. Nhưng mà đấy là chỉ giải thích cái kiểu kiểu trẻ con thôi. Còn chúng ta mà nói sâu hơn thì những cái chất là 24D, 2,4,5T ấy, thì trong đấy nó đều có clo. Cụ thể em ghi thầy là trong các phân tử đó. Trong các phân tử đó. Thầy lưu các bạn là cái dẫn xuất mấy cái chất này nó gọi là dioxin đấy. Đây này thầy có thể vẽ một trong các chất dioxin cho các bạn. Tại sao nó gọi là dioxin? Bởi vì nó có hai cái nhóm trước này này. Nhóm trước mà có oxy người ta gọi chỗ này là dioxin. Hai cái thằng oxy người ta gọi dioxin. Và đây có rất nhiều clo. Đây chính là cái chất diệt cỏ mà bọn Mỹ nó ném xuống miền Nam Việt Nam mình hoặc là các vùng Tây Nguyên, ở Trung Bộ Tây Nguyên để nó làm cho cây cối nó rụng hết lá để chúng ta phải đánh nó phá hoại chiến tranh du kích của mình mà. Mình còn nấp trong rừng nên là mình sẽ phải dùng cái bóng cây hoặc là dùng lá cây để che chắn, sau đó mình mới thấy nó mình mới bắn trộm trộm một cái đúng không? Mình mới chiến thắng được. Nhưng mà bọn Mỹ nó cay thế nó ném cái chất này xuống. Thực tế là thời ngày xưa Mỹ nó các cái công ty hóa chất của Mỹ ấy, nó cũng không nghĩ được cái hậu quả nó kéo dài như vậy. Nó chỉ nghĩ là chất này có tác dụng diệt cỏ thôi. Có nghĩa là phun vào xuống 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 rừng thì lá cây nó rụng thì mình sẽ nấp trong rừng thì mình sẽ bị lộ đúng không? Nhưng mà về sau đấy thì người ta mới thấy là cái chất này nó ảnh hưởng tới nguồn gen của chúng ta tận 4 thế hệ rồi, nó gây đột biến gen. Đấy, nó làm sinh ra những cái hình dạng quái thai, dị dạng vân vân, rất nhiều bệnh tật. Thì sau đấy thì các công ty hóa chất của Mỹ nó bị kiện đúng không? Nhưng mà hiện nay là nạn nhân của người Việt Nam mình chưa được bồi thường một đồng nào. Trong đó là binh lính Mỹ những người đã tiếp xúc trực tiếp với cái này thì bồi thường hàng trăm triệu đô. Nhưng Việt Nam mình chưa được bồi thường. Được cái là từ thời mình với Mỹ nó bình thường hóa quan hệ năm 1995 đến bây giờ thì Mỹ có hỗ trợ Việt Nam hình như hàng chục tỷ đô để chúng ta loại bỏ cái dioxin này khỏi đất, khỏi nước ở một số tỉnh, khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đấy thì tại sao cái chất này nó cấm sử dụng? Bởi vì chất này nó độc. Nói nó độc nhưng mà chúng ta phải nói sâu hơn một tí là trong các phần tử đó chứa nguyên tử clo. Cái nguyên tử clo này dễ
tạo thành gốc tự do. Gốc tự do. Thế nhắc các bạn, cái gốc tự do cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe con người. Chúng ta thỉnh thoảng chúng ta nghe quảng cáo trên TV ấy, là nó quảng cáo những loại sâm hoặc những cái loại thuốc bổ thuộc thực phẩm chức năng ấy, nó bảo ngăn ngừa gốc tự do, đúng không? Thì cái gốc tự do ấy, nó sẽ gây đột biến gen, gây phá hoại nhiễm sắc thể nhé. Thì em ghi hộ thầy là vì nó độc, trong các phân tử đó chứa clo dễ tạo gốc tự do, được chưa nhỉ? Phá hoại tế bào, phá hoại tế bào, nhiễm sắc thể, vân vân. Đấy thì chúng ta chú ý hộ thầy như vậy. Những cái hợp chất nào mà có clo, mà đặc biệt những dạng kiểu dioxin này, nó dễ chuyển thành gốc tự do. Cái gốc tự do của clo là cái dạng gốc tự clo, xong là chúng ta thêm một cái e này, người ta gọi đây là một cái gốc tự do. Cái gốc tự do này rất dễ phá hoại tế bào và nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến nguồn gen, có thể gây đột biến gen vân vân, rất nhiều bệnh tật nhé. Rồi chúng ta chỉ cần nói như thế thôi, nói bằng mồm thì vì nó độc nó cấm, nhưng mà nói sâu hơn thì đó là cái thằng clo nó chuyển thành gốc tự do, và cái gốc tự do nó phá hoại cơ thể chúng ta. Câu số 6 thì như chúng ta đã biết là cái khí ga trong điều hòa của mình ấy, những cái điều hòa cũ thì nó dùng ga R22. Đấy, hiện nay ở lớp ọp của thầy vẫn còn cái điều hòa sử dụng ga R22. Đấy, nhưng mà cái này nó gây phá hoại tầng ozone. Được chưa? Nó làm cho trái đất nóng lên. Thế bây giờ người ta sẽ thay thế nó bằng cái gì? Thì tại sao lại phá hoại tầng ozone? Bởi vì nó cũng có clo này, nó sẽ dễ sinh ra cái gốc tự do. Cái gốc tự do đấy nó sẽ phá hoại tầng ozone. Thế bây giờ chúng ta sẽ ghi luôn cho thầy nhé. Câu số 6, điền từ vào chỗ trống, tên của anh này là gì? Thì bây giờ thầy sẽ viết cụ thể này, CHF2Cl2. Thì chúng ta nhớ F2Cl, chúng ta nhớ thầy là trong bảng chữ cái thì clo gọi trước, nên chúng ta sẽ gọi là cloro. Bảng anh này chỉ có một carbon, không cần đánh số. Cái thằng fluoro lúc này có hai thằng fluoro, ta sẽ đọc cho thầy là di fluoro. Được chưa? Di fluoro. Và tên mạch chính của chúng ta là metan. Ta đọc có thể là cloro di fluoro metan, viết liền cho thầy nhé. Đấy. Được dùng phổ biến trong các máy điều hòa nhiệt độ và các máy lạnh, năng suất trung bình. Freon 22 có phân tử khối nhỏ nên ở thể khí, đúng không? Thể khí. Nó là khí ga này. Chúng ta nghe cái chữ khí ga thì nó phải ở thể khí chứ. Trong điều kiện thường, năng suất làm lạnh cao thì dùng rộng rãi. Loại chất này cũng chúng ta ghi thầy là gây hại. Gây hại hoặc là phá hoại tầng ozone được, gây hại cho tầng ozone, nhưng mức độ không quá lớn. Gây hiệu ứng nhà kính. Nó có thể gây cả hiệu ứng nhà kính làm cho trái đất nóng lên. Được chưa? Đấy là câu số 6. Câu số 7. Thì viết phương trình phản ứng học phá hủy tầng ozone bởi gốc tự do. Cái gốc tự do là cái gốc clo. Người ta gọi đây là một gốc tự do này. Gốc tự do này nếu mà gặp ozone thì nó sẽ phá hủy tầng ozone. Bằng cách nó sẽ chuyển hóa tầng ozone của mình thành ClO. Gốc tự do ClO này cộng với oxy phân tử. Nó chuyển từ O3 thành oxy phân tử thì nó phá hoại tầng ozone. Hoặc nếu em thích em viết thêm một phản ứng nữa, đó là ClO gốc tự do này có thể kết hợp tiếp tục với ozone để biến thành Cl gốc tự do và hai phân tử oxy. Thì đấy là cái cơ chế. Thì cái câu 7 thì ý A em không cần phải nhớ. Ý A này kiến thức nó hơi bị ngoài chương trình một chút, nhưng mà chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm là tại sao cái khí CFC này, hay là gọi là freon ấy, nó có thể phá hoại tầng ozone. Và bây giờ người ta sẽ cấm nó mà người ta thay thế bằng cái chất này. Câu B là các thế hệ tủ lạnh hiện nay sử dụng ga R32. R32 là cái chất CH2F2. Nó thay hết clo bằng flo. Thì lý do là em chỉ cần hiểu cho thầy đó là bằng hiro chứ. Em chỉ cần hiểu đó là gì? Là cái thằng clo thì nó tạo được gốc tự do, chứ còn cái thằng ở đây nó chỉ có flo thì nó không có tạo được gốc tự do. Đúng chưa? Thì em ghi hộ thầy tại sao những chất này hầu như không phá hủy tầng ozone. Em chỉ nói cho thầy là vì liên kết CF bền vững hơn liên kết CCl. Tại sao liên kết này bền vững hơn? Thì chúng ta học kiến thức lớp 10. Một liên kết mà bền vững hơn liên kết còn lại thì nó phụ thuộc hai yếu tố. Đó là do, cái này kiến thức lớp 10 nhé, Flo có bán kính nhỏ hơn clo. Nhưng mà Flo lại có độ âm điện lớn hơn. Độ âm điện lớn hơn clo. Đấy là hai cái lý do. Được chưa? Nên rất khó tạo ra gốc tự do. Tạo gốc tự do phá hoại tầng ozone. Cái gốc tự do của clo thì nó dễ tạo ra, nhưng mà gốc tự do của Flo là rất khó tạo ra, phá hoại tầng ozone. Được chưa nhỉ?
liên kết nó bền vững hơn thì nó khó tạo được gốc tự do thôi. Đấy, giống kiểu là em mà giữ bạn gái em càng chặt đấy thì bạn gái em suốt ngày ở bên cạnh em, nhưng nếu mà em bạn gái em là cái cô claw này em không giữ được, bởi vì cái cô này cô to, em phải hiểu claw nó bé mà, nó bé nó còn độ ôm điện lớn cơ, nó bé nó còn hút vào em thật chặt cơ, thì nó rất khó để tách ra. Nhưng mà cô này cô vừa to mà cô này còn độ ôm điện nhỏ nên cô ấy dễ dàng tách khỏi em, mà cô tách khỏi em rồi nên cô đi phá hoại hạnh phúc gia đình khác, đúng chưa? Thì cái thằng cờ lo cũng như vậy nhá. Nên em cứ tưởng tượng là cờ lo giống như kiểu một cô vợ hoặc một cô người yêu á, mà không chung thủy, cô ấy đang yêu thương gắn bó với mình nhưng mà cô ấy rất dễ tách khỏi mình, bởi vì cô ấy to quá mình không ôm được, thế cô mình không giữ được thì cô ấy chạy đi cô ôm thằng khác, đúng không? Và cô ôm vào cái tầng ozone, nó phá hoại tầng ozone, hình dung như thế nhé. Cờ lo nó giống như kiểu một cái cô gái không chung thủy, chúng ta hiểu như thế. Câu 7 giải thích như vậy. Tiếp tục sang phần trắc nghiệm. Trắc nghiệm thì đoạn này em không cần comment, chỗ nào thầy bảo thì chúng ta comment. Thế nhắc lại các bạn này là trong những dẫn xuất halogen mình đã học thì những dẫn xuất nào mà của clo, flo với brom thì cái khối lượng của nó nhỏ thì nó sẽ tồn tại thể khí, cái này đều thể khí hết này. Nhưng mà riêng thằng iốt thì nó lớn hơn, thì cái tương tác van der Waals nó mạnh mẽ hơn nên anh này có thể tồn tại thể lỏng. Câu 1 chúng ta chọn D. Được chưa? Câu 2, liên kết nào phân cực nhất? Phân cực nhất là phải của flo rồi, được không? Bởi vì flo có độ điện lớn nhất. Câu 2 chúng ta chọn B. Câu số 3, CFC được sử dụng trong các thiết bị làm lạnh nhưng ngày nay bị cấm sử dụng là do đâu? Nó do gây ra hiện tượng suy giảm tầng ozone. Đúng nhỉ? Câu số 4 thì câu này cố tình là chế cái kiểu là vui vẻ một chút. AFF này, AFC này, mấy cái này là mấy cái tên của mấy tổ chức bóng đá của Đông Nam Á với lại châu Á. Còn KFC là Kentucky Fried Chicken, gà rán, đúng không? Còn cái chất mà có tên gọi là chlorofluorocarbon chính là CFC nhé. Thì CFC chính là còn gọi là freon. Anh này phá hoại tầng ozone. Chứ còn KFC mà ăn mãi chả thấy tầng ozone bị thủng, đúng nha. KFC ta ăn suốt ngày rồi. Họ em nào mà xem bóng đá mấy AFF với AFC, mấy tổ chức bóng đá châu Á, Đông Nam Á vân vân này này là không ảnh hưởng gì cả, đúng không? Câu 4 là câu vui vẻ thôi, câu 4 D nhá. Câu số 5 nào, câu số 5, nhiệt độ sôi giảm dần thì ta biết là iodine có bán kính lớn nhất, đồng thời là nó có nguyên tử khối lớn nhất nên anh này là to nhất rồi, to nhất nặng nhất thì tương tác van der Waals lớn nhất, nên iốt nó lớn hơn brom, lớn clo và lớn hơn fluoro. Vậy thì chúng ta sẽ có là 4 là to nhất, sau đến 3 đến 2 đến 1, 4 3 2 1, câu 5 em chọn C. Được chưa? Câu số 6. Câu số 6 thì hai yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi. Nhiệt độ sôi nó bị ảnh hưởng bởi cái thứ nhất là kích thước và khối lượng phân tử. Được chưa? Đấy là cái số 1 và dĩ nhiên từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến tương tác van der Waals 1 với 2. Còn liên kết halogen thì trong đây tại sao mình không chọn? Em chú ý cho thầy là tất cả dẫn xuất halogen thì đều không tạo được liên kết hydrogen, nên là cái yếu tố liên kết hydrogen nó không liên quan gì cả. Năng lượng liên kết này thì cũng không liên quan nhé. Nên chúng ta chọn 1 với 2. Câu số 6 chúng ta chọn A. Câu 7. Câu 7, tại sao nhiệt độ sôi lại tăng dần từ flo đến clo đến brom đến iốt? Thì là chúng ta chỉ cần trả lời là do tương tác van der Waals tăng. Đúng nha. Chỗ nào mà có tương tác van der Waals ta tống vào ngay. Đàn C này. Câu 7 C. Các em soát nhanh nhé. Câu nào thầy bảo chúng ta comment thì chúng ta comment. Câu 8. Nào các em comment hộ thầy câu 9 ấy, để xem chúng ta có làm đúng được không. Câu 9 mới là câu khó chứ mấy câu 8 bây giờ đơn giản. Phát biểu nào sau đây không phù hợp với tính chất vật lý của dẫn xuất halogen? Thì câu A nó nói rất là chung chung, có thể tồn tại thể lỏng, thể khí, thể rắn, đúng này. Câu B, dẫn xuất halogen không tan trong nước và các dung môi hữu cơ. Thì câu B của mình là sai, không tan trong nước thì đúng, nhưng mà có thể tan trong đâu? Trong hydrocarbon và hoặc trong ete vân vân. Câu B là câu sai. Câu C là một số có hoạt tính sinh học là nó độc đấy em, nó độc, nó ảnh hưởng đến sức khỏe, chúng ta gọi là hoạt tính sinh học. Kích thước khối lượng phân tử nhỏ là thể khí, đúng. Câu 8 thì chúng ta chọn B. Nào bây giờ câu 9 thì đợi chờ xem các em ở nhà các em đã chọn đáp án gì. Bây giờ thầy chữa câu 9 cụ thể nhé. Ý A nó bảo em là do phân tử phân cực nên dẫn xuất halogen không tan cho các dung môi hữu cơ. Câu này sai. Không tan là sai, tan. Nhiều dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học, câu này đúng. Trong điều kiện thường dẫn xuất halogen có thể thể lỏng, thể rắn, thể khí tùy thuộc, chính xác. Nhiều dẫn xuất có thể sử dụng trong các tổng hợp hữu cơ, quá đúng. Do liên kết này không phân cực, sai rồi. Liên kết này có phân cực. Liên kết này rất phân cực ở đằng khác, đúng chưa? Vậy thì bài này chúng ta có 3 nhận định đúng. Câu số 9 đáp án C. Bạn đã chọn C là thiên thần rồi.
Những thiên thần của chúng ta gồm có bạn Đức Nhân, Huyền Phạm, Ngân Hà, Bùi Hoàng Diệu, Thảo Ngọc Tú, Nguyễn Phương Vi, Thảo Nhi, Phạm Ngọc Anh, Hoàng Đình Bảo, Phúc Đoàn, Thu Trà, Khánh Ngô, Phùng Minh Trường, Lê Đức Quang, Nguyễn Hồng Quang. Rồi, các bạn làm rất tốt. Tiếp tục comment ở thầy câu 10 luôn. Thầy chữa rất nhanh nha, bởi vì hôm nay chúng ta có tới tận 16 trang bài tập này cơ. Nhưng mà thầy chỉ chữa trong khoảng hơn một tiếng một chút. 16 trang hơn một tiếng, dã man chưa? Mà có cả tự luận, trắc nghiệm không thì còn ngắn. Comment câu 17. 17, à câu 10. Các dẫn xuất halogen hầu như không tan trong nước nhưng tan tốt cho các dung môi hữu cơ như hydrocarbon ete, đúng này. Hiện nay nhiều dẫn xuất chlorine được dùng để kích thích sinh trưởng chất diệt cỏ, đúng. Đấy. Tại sao người ta hay dùng clo? Bởi vì clo nó dễ tạo ra gốc tự do. Những cái gốc tự do đấy thì có thể phá hoại tế bào của sinh vi sinh vật, có thể diệt cỏ, diệt khuẩn được, đúng không? Câu C, benzin chloride. Benzin chloride là C6H5CH2Cl thì công thức phân tử câu C cũng đúng. Câu D nó bảo em đó là thầy xin lỗi câu 10 ý B là sai đấy. Được dùng, em thầy xin lỗi hiện nay là không đúng. Em nhớ mở ngoặc là bị cấm chứ. Bị cấm chứ không phải được dùng. Ngày trước thì nó được dùng nhiều. Thầy nhìn lát câu B. Chúng ta chú ý hộ thầy là các dẫn xuất halogen đúng là có hoạt tính sinh học cao, có thể diệt cỏ, có thể là tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc, sâu bệnh, nhưng rất tiếc là những cái chất này hiện nay đã bị cấm. Còn ở đây nó dùng cái từ hiện nay thì chúng ta thấy là sai. Hiện nay bị cấm nhé, chứ không phải là cả bốn ý đúng đâu. Câu D, vinyl chloride để sản xuất PVC, câu này ta phải sửa thành đàn B. Ba câu đúng cơ. Câu 10 thì đa số các bạn sẽ chọn C. Đấy, thầy nhìn qua thì 100% các bạn chọn C thì mãi lúc sau các bạn Đức Quang, bạn Phương Vi có sửa lại thành B. Thì thầy nhắc lại các bạn này là hiện nay đã bị cấm rồi, chứ không phải được dùng phổ biến. Ngày trước thì đúng là người ta dùng rất là phổ biến, nhưng hiện nay thì chúng ta phải cấm. Cấm những hợp chất của chlorine, đặc biệt những thằng như kiểu thuốc trừ sâu 666, C6H6Cl6, cái thuốc chất này bị cấm từ những năm 1990s rồi. Được chưa? Đấy, hoặc là những chất như kiểu là dioxin đấy. Dioxin nó cũng có dẫn xuất của halogen nhưng nó cũng bị cấm rồi, đúng không? Cái chất đấy mà còn sử dụng thì loài người chúng ta còn bị ảnh hưởng đến bao nhiêu thế hệ nữa. Nên chúng ta chú ý hộ thầy là những cái hợp chất của halogen ấy, người ta hiện nay người ta sẽ kiểm soát rất nghiêm ngặt nó, bởi vì nó có hoạt tính sinh học cao. Đấy, nó độc hại, nên là người ta chỉ sử dụng nó trong những điều kiện đặc biệt hoặc những điều kiện được cho phép thôi thì mới dùng, chứ còn không thể dùng tràn lan được nhé. Nên câu B chúng ta phải khẳng định là câu sai. Nào sang câu số 11 thì thầy nhắc trước bạn câu 12 thầy sửa đáp án thành đáp án B. Cái đáp án B gốc của nó chỉ có 4 là do đáp án sai thì thầy sửa thành 8. Bây giờ em comment ở thầy câu A, câu 11 xem là ai làm chưa. Tí thầy chữa câu 12 cho. Câu này rất dễ. Thì bạn nào mà đã từng học hóa lớp 10 hoặc là em nào đã từng xem thời sự xuất thì ở những cái khu vực miền Trung ấy, người ta hay bị lũ lụt và cái nước giếng sinh hoạt của họ hay bị nhiễm khuẩn, họ bị đục. Bị đục thì người ta sẽ dùng phèn chua để người ta làm trong, nhưng mà cái nước nó sẽ nhiễm khuẩn rất là nặng. Thế người ta phải dùng cái hoạt chất là chloroamin B. Thì cái này nó có đơn vị như sau này, là mỗi một viên 250mg dùng được cho 25 lít nước. Vậy thì một bể nước 1 mét khối thì ta nhớ là cho thầy là 1 mét khối thì nó bằng 1.000 lít. Vậy thì số viên ta cần dùng, số viên thì ta sẽ lấy 1.000. Một viên dùng được cho 25 lít thì 1.000 lít thì tôi sẽ lấy 1.000 chia 25 thì nó bằng 40 viên. Là câu B. Được chưa? Câu 12 thì cái đề gốc của nó là 4 viên nhưng nó bị lỗi đề. Bây giờ thầy sửa như sau nhé. Nó bảo cần bao nhiêu viên chloroamin B để pha chế được 100g anh này 2%. Thì chúng ta có ngay là M của chloro. Min B thì chúng ta sẽ tính cho thầy 100 nhân 2% thì nó bằng 2g. 2g hay nó là 2000mg. Vậy thì ứng với mấy viên? Một viên là 250mg. Thì số viên sẽ lấy 2000 chia cho 250 thì nó bằng 8 viên. 8 viên em nhé. Câu 12 em đổi thành B. Đấy là mấy câu này. Đấy thì em ghi chép lại thầy đi. Sau đó chúng ta tiếp tục sang phần cuối. Được chưa? Nhẹ nhàng là chúng ta đã được 10-11 trang đầu tiên rồi. Chúng ta sang phần tiếp theo là phần tính chất hóa học. Tính chất hóa học thì chúng ta nhớ thầy có hai tính chất điển hình, đó là phản ứng thủy phân hay là phản ứng thế đấy. Thế OH cho clorobromiod. Và phản ứng thứ hai phản ứng tách. Thì thầy nhắc các em đó là nếu mà cái môi trường của mình nó chỉ là kiềm không ấy thì nó sẽ chuyển clo này thành OH. Còn nếu mà môi trường của mình là kiềm nhưng mà trong alcohol thì nó lại thực hiện phản ứng tách nhé. Thì lúc này nó là phản ứng tách.
Còn trong cái đề bài gốc của câu số 1 thì nó chỉ bắt là viết phương trình. Với NaOH thì chúng ta sẽ ghi thầy sản phẩm là benzin alcohol, là chúng ta viết cho thầy mạch tương tự và thế clo bằng OH cộng với NaCl. Đấy là câu 1, em viết như vậy thôi. Câu 2, viết phương trình của anh này với NaOH thì ta viết một phương trình mẫu nhé, Z3Cl cộng sodium hydroxide là NaOH này, nhiệt độ. Thì khi nó chỉ đun với dung dịch này có nghĩa là NaOH trong nước, thì sản phẩm của mình nó sẽ chuyển thành Z3OH cộng NaCl. Được chưa? Anh thứ hai này cũng tương tự này, viết tắt này. CH3CHCl bây giờ ta chuyển thành CHOH nối Z3. Anh này thì nó chuyển thành C6H5CH2OH. Anh này thì cũng sẽ chuyển thành tương tự. Đến là câu số 2. Toàn bài tập sách giáo khoa rất là dễ. Câu số 3, viết phương trình xảy ra khi tôi cho các chất sau. Thực tế câu số 3 nó chính là cái câu hỏi về danh pháp thôi. Nó cho em là cloroetan. Etan là C2H6 thì cloroetan là C5Cl cộng với NaOH, chúng ta chỉ cần ghi trên dòng mũi tên là nhiệt độ. Thì cái thằng clor sẽ bị thế bởi OH thôi thì thành C2H5OH, nó thành alcohol cộng NaCl. Được chưa? Benzin chloride là C6H5CH2Cl thì đun với NaOH phản ứng bình thường. Chỉ cần đun nhẹ thôi, biến thành C6H5CH2OH cộng NaCl. Thì đấy là câu số 3. Em nào mà chưa làm thì chữa nhanh cho thầy nhé. Câu số 4. Nào, câu số 4, câu này nguy hiểm này. Câu này mà em đọc đề không cẩn thận em sẽ bị nhầm. Nó bảo đun nóng 2 chloropropan là anh này, CH3CHCl CH3. Nhưng bài này nó đun với sodium hydroxide trong ethanol. Ethanol ta cứ ghi là alcohol. Nhiệt độ. Thì lúc này nó không thực hiện phản ứng thế nữa, mà nó lại ưu tiên thực hiện phản ứng tách. Phản ứng tách thì chúng ta đã nói với nhau rồi, clo này nó giống như một tên trộm, nó sẽ đi ăn trộm ở một trong hai nhà hàng xóm. Thì trong trường hợp này là hai nhà hàng xóm này là như nhau, vậy thì nó chỉ có một sản phẩm thôi đúng không, và nó ăn trộm bên nhà nào cũng được thì hình thành cái nối đôi ở giữa. Thì sản phẩm của mình nó là CH3CH nối đôi CH2 cộng HCl. Đấy là câu số 4. Được chưa? Nhớ cho thầy những cái điều kiện khác nhau là nếu mà chỉ đun với NaOH ấy thì đấy là phản ứng thế. Còn nếu mà đun với NaOH trong môi trường alcohol thì đấy là phản ứng tách. Và áp dụng quy tắc tách Giai-Sép. Được chưa? Câu số 5. Câu số 5 thì thầy đố các bạn nhé. Câu số 5. Em có thể comment được hộ thầy tên của sản phẩm chính mà em đã làm ở nhà được không? Thầy có cái chất là 2-bromo-2-metin-butan. Đây, chúng ta sẽ viết butan trước này. 2-bromo là gắn brom vào đây. 2-metin là tôi gắn CH3 vào đây. Được chưa? Em có thể comment được hộ thầy tên sản phẩm chính mà em đã làm nhá. Đun với gì? À, ở đây nó bảo là tách. Nó bảo là rõ ràng cái chữ tách này thì ta phải đun cho thầy với KOH trong alcohol. Em ơi, em không thích KOH, em có thể viết NaOH đều được nhé. Em ơi, NaOH hay KOH đều như nhau. Được chưa? Vậy thì chúng ta đun với kiềm trong môi trường là rượu. Đấy, thì đây chính ta có thể hiểu là kiềm khang, không có nước. Thì lúc này nó sẽ có hai sản phẩm, một chính một phụ. Thì chúng ta cứ hình dung thầy này, cái anh brom này giống như một tên trộm. Nó sẽ chỉ đi ăn trộm ở một trong hai nhà hàng xóm ở đây. Vậy thì sản phẩm chính là sẽ tách cùng cái anh số anh CH2, đúng không? Vậy sản phẩm chính đây này, CH3CCH3. Sau đó tách cùng ở CH2 thì nó hình thành nối đôi ở giữa là CHCH3 cộng với HBr. Còn sản phẩm phụ là tách cùng anh đầu mạch là CH2 nối đôi C. Đấy, đây là sản phẩm phụ. Sản phẩm chính thì chúng ta đọc tên trước, viết trước. Chúng ta sẽ đọc tên của thầy đó là 2-metin-but-2-en. 2-metin-but-2-en. Rồi, các bạn đều trả lời tuyệt vời. Bạn Đức Nhân, Ngọc Tú, Diệu Thảo, Việt Bách, Phương Vi, Phùng Minh Trường. Tốt. Đấy, con sản phẩm phụ là cái thằng còn lại thôi. 2-metin-but-1-en. Ghi chép vào em nhé. Thầy chữa với tốc độ rất cao. Lý do là thầy đã giao chúng ta làm nhà rồi. Nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi. Tiếp tục sang câu số 6. Câu số 6 thì đây, chúng ta thấy ngay để thế brom bằng cái OH này thì A của mình ở đây nó phải là NaOH, nhiệt độ. Nhưng nếu mà để tách nó thành cái anken này thì B của mình nó phải là NaOH trong alcohol. Nó sẽ khác nhau. NaOH trong alcohol có nghĩa là NaOH không có nước, chúng ta có thể hiểu là NaOH khan. Còn NaOH dung dịch bình thường ấy là trong nước. Là dung dịch NaOH có cả NaOH với nước.
Được chưa? Đấy là câu số 6, tự viết phương trình lại. Câu số 7. Câu số 7 thì bây giờ thầy bày cho bạn cách để làm câu số 7 nhé. Ở đây thì nếu mà em nhớ được cái ankin benzen thì là tốt. Đấy. Em nhớ thầy ankin benzen nó sẽ là vòng benzen là C6H5 này. Xong nối với một cái ở ngoài vòng. Thì muốn nó là ankin thì nó là gốc của ankan mà. CnH2n+1. Đấy là ankin benzen. Thế còn dẫn suất mono cloro thì tôi phải thế một clo đi và tôi bớt một hiro đi và tôi gắn một clo vào đấy, thì đây chính là công thức của B. Cách 1 là có thể dùng công thức của B như vậy. Đây cách 1 thì m lớn anh này nó sẽ bằng 126,5. Tôi giải phương trình n mấy nhé. Em bấm hộ thầy này. Tôi lấy 126,5, tôi trừ đi một thằng clo là 35,5. Tôi trừ đi cái C6H5 là cái vòng benzen nó trừ đi 77. Thì nó còn 14 và chia cho CnH2n là chia 14n thì n bằng 1. Vậy thì A của mình nó sẽ là vòng benzen này. Xong là CH2Cl, chất này có tên gọi là benzin chloride. Đấy là cách 1. Nhưng mà giả sử em không biết được cái dẫn suất của ankin benzen, giả sử trong bài thi mà em quên mất cái ankin benzen là cái gì, thì bây giờ cách số 2 chúng ta có thể trình bày như sau này. Chúng ta sẽ gọi cái ankin benzen là C6H5, ở giữa mình không biết là gì, mình cứ ghi thành một gốc R nào đó gắn với clo. Viết thế này là chuẩn nhất. Người thông minh là người ta nên làm cách 2. Còn thực tế làm cách 1 ấy, nó chỉ dành cho bạn nào mà thuộc được cái công thức phân tử của ankin benzen thôi. Nhá. Còn thầy khuyên chúng ta làm cách 2. Đó là mình có benzen này, xong gắn với một cái gốc nào đó. Gốc này là có nối đôi với bạn được. Giả sử trong phòng thi em không nhớ cái gốc ankin là gốc của ankan. Ankan là CN2N+2 thì gốc ankin của nó là CN2N+1. Cho nên thế tiếp một clo nữa thì nó bớt đi, thì còn CNH2N thôi. Ở đây thì chúng ta có ngay là M lớn bằng 126,5. Thì em giải để cho thầy R nó bằng 14. R14 ta phải nhẩm là cái gốc này có mấy C mấy H thì chắc chắn là chỉ có 1C và 2H rồi. Vậy thì cái chất này của mình vẫn vậy. Đấy là câu A. Được chưa? Câu B. Câu B nó bảo chất A có phản ứng thủy phân khi đun với N-acta ra chất E có mùi thơm. Viết phương trình này. Thì câu B ta viết đây nhé. Là chúng ta có anh này là benzin chloride này. Đun với NaOH nhiệt độ. Thì nó chuyển đến thằng clo đấy thành OH. Được chưa? Đây chính là chất E. À câu A là viết công thức phân tử. Công thức có thể có. Thì câu này công thức phân tử. Nó sẽ là C7H7Cl. Và nó có 4 đồng phân cấu tạo. 4 đồng phân cấu tạo. Chúng ta có thể vẽ ra benzin chloride này. Đúng không? Hoặc là chúng ta có những thằng clo gắn vào đây. Ta có octo, meta, para nữa. 4 thằng đúng không? Thế câu B thì chất đấy đây. Câu B đun với N-acta ra chất E có mùi thơm, chất E nó phải là alcohol. Ở đây thầy nhắc các bạn này, nếu mà clo gắn vào benzen ấy thì nếu nó chuyển thành OH ấy, thì cái đấy không được gọi là alcohol em nhé. Thì mình chưa học đến, mấy buổi nữa ta sẽ học phenol. Thì nếu mà thế clo ở trên vòng benzen bằng OH ấy thì cái đấy nó là phenol, nó không phải alcohol đâu. Được chưa nhỉ? Nên bài này chúng ta chọn B như thế. Câu C. Câu C đề bài nó hơi bị lỗi một tí, nó bảo viết phương trình hóa học điều chế trực tiếp A từ B. Ở đây thì thực tế là mình có ankin benzen này này. Ankin benzen chính là cái thằng B ấy, nó chính là toluen. Toluen tương ứng đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ chỉ cần cộng với thầy với clo. Điều kiện ánh sáng hoặc em ghi thầy UV tỷ lệ 1:1 thì nó sẽ chuyển cái bên ngoài vòng thành Z2Cl cộng HCl nhé. Đây là B. Đây là A. Đấy. Đấy là câu số 7. Em trình bày cho thầy như vậy. Được chưa? Ai xong câu số 7 thì thầy chỉ cần hỏi các bạn câu số 8 em comment ở thầy chất C là chất gì thôi. Nếu em không đánh máy được thì em có thể ghi là tên của nó. Viết tiếng Việt hoặc tiếng Anh đều được. Nào, xong câu số 7 chúng ta sang câu số 8. Câu số 8 là sách bài tập. Những bạn nào mà có xu hướng là sau này muốn làm những bài tập 9-10, những bài tập tự luận hoặc là đi thi học sinh giỏi thì nên để ý những cái bài tập viết sơ đồ biến hóa kiểu này. Trong đề thi học sinh giỏi thường có bài tập viết sơ đồ biến hóa. Thế giờ ta thấy ngay là anken mà cộng HCl thì A nó sẽ là CH3CH2Cl. Cái này thầy cảnh báo các bạn là đun với NaOH thì nó sẽ chuyển clo thành OH là CH3CH2OH. Nhưng đun với NaOH trong alcohol thì nó sẽ tách HCl ra thì C của mình nó chính là ethylene. Đúng không? Ethylene. Nhá. Câu 8 thì chúng ta sẽ phải comment hộ thầy cái chất C của mình nó là ethylene. Đấy. Bây giờ nhá. Em ơi em sửa vào đề đi. Nào câu B.
Nếu thay ethylene bằng bút 1N, đây bút 1N là chất này, thầy sẽ viết hộ các bạn luôn. Các em nên viết cái cơ sơ đồ này, cộng HCl thành chất A này, đun với NaOH nhiệt độ thành chất B và tách với NaOH ethanol, và ta ghi là alcohol thôi, nhiệt độ thì thành chất C. Bây giờ nhé, thầy gợi ý các bạn là khi nó cộng với HCl ấy thì phải theo quy tắc cộng Markov-Nikov là clo sẽ phải cộng vào giữa, đúng không? Đây nó cộng vào thằng ở giữa này. Đây chính là cái chất A tương ứng. Được chưa? Thế nếu mà đun với NaOH thì chất B tương ứng nó sẽ là thay thế clo thành OH. Các em ghi chép vào đi, cái sơ đồ này rất quan trọng đấy. Được chưa? Bây giờ thầy đố các bạn biết nhé, cái chất này nó sẽ là gì? Em comment hộ thầy tên của chất này thôi. Em comment tên của chất này là gì? Đấy, bây giờ thầy cho chúng ta 1 phút để chúng ta ghi chép nốt và comment tên của cái chất mà thầy đang hỏi. Nếu mà thầy thay cái ethylene bằng bút 1N là cái chất đầu tiên này. Bút 1N. Đúng không? Thầy thực hiện một sơ đồ biến hóa giống hệt như ban đầu. Vậy thì cái chất cuối cùng của thầy nếu mà đun với NaOH trong môi trường alcohol thì tên của nó là gì? Đây, xin mời các bạn công thức được mà tên gọi cũng được. Rồi, ok, các bạn đều chọn cái tên gọi là bút 2N, chuẩn. Thì theo đúng quy tắc tách giai xép là anh clo này sẽ bị tách cùng hydro ở thằng hàng xóm. Nhưng thằng nào bậc cao hơn thì nó là sản phẩm chính. Là tách cùng CH2 thì nối đôi của chúng ta sẽ hình thành ở giữa, đúng không? Thì sản phẩm của chúng ta nó là CH3 này. CH nối đôi CH nối CH3. Anh này chính là bút 2N. Được chưa? Anh này thầy đọc tên hộ các bạn là butan 2-ôn, đúng không? Butan 2-ôn. Rồi, ok, cảm ơn bạn Bùi Hoàng Diệu Thảo, Nguyễn Đức Nhân, Việt Bách, Ngọc Tú, Phùng Minh Trường, Đình Bảo, Phương Vi, Ngân Hà, Lê Quang Minh, Bùi Đăng Quang, Hồng Quang, Huyền Phạm, Dương Minh Hiếu trả lời chuẩn. Câu 9 khó hơn nữa cơ. Câu 9 này bạn nào làm ở nhà rồi bạn ấy thử trả lời thầy em đã vẽ được mấy chất A, có mấy chất thỏa mãn. Câu này khó đấy nhé. Với thầy bày các bạn này. Để làm cái bài này thì nó bảo là tôi có một chất ban đầu là C5H11BR. Tôi đun với kiềm trong alcohol. Tôi được sản phẩm chính, cái này nhớ đây là sản phẩm chính này. Bây giờ chúng ta sẽ viết sản phẩm trước nhé. Sản phẩm của chúng ta đây là 2-metin-but-2-en. Tốt nhất là theo thầy là chúng ta chỉ cần viết mạch thôi. Viết mạch thôi, đây là 2-metin-but-2-en này. Thế chất đầu tiên của chúng ta phải có mạch carbon như thế nào? Phải có mạch carbon như thế nào? Thì chất đầu tiên của chúng ta cũng phải có mạch tương ứng. Đúng chưa? Nhưng mà tôi phải gắn brom vào đâu? Thì chúng ta thấy ngay brom của mình có thể gắn vào đây. Để khi nó đun với NaOH trong alcohol nhiệt độ thì sản phẩm là anh này cộng HBr. Đúng chưa? Nhưng nó còn một chất nữa. Em cứ hình dung cho thầy là mạch của chúng ta nó phải giống như vậy, phải cùng kiểu mạch nhé. Mạch phải giống như vậy. Thế cái thằng brom còn lại gắn vào đâu? Thì chúng ta cứ hình dung thấy đây là nối đôi của nó đúng không? Thì nguyên tắc là brom nó sẽ nằm ở một trong hai bên nối đôi thôi. Miễn là sản phẩm nhìn ra nó ở bậc cao là được. Thì chúng ta có hai lựa chọn. Đấy, mình có hai lựa chọn. Em ghi cho thầy đi. Bài này có hai công thức cấu tạo thỏa mãn. Được chưa? Đấy, chuẩn là hai công thức. Xin mời các bạn ghi chép cho thầy. Hai công thức cấu tạo thỏa mãn. Nha. Câu 9, hai cái. Rồi. Ok, xin chào Dương Đỗ Nhật Minh. À, 9 có hai cái, thầy thấy mấy bạn comment đều chuẩn. Nào giờ sang câu 10. Câu 10 thì thầy nhắc lại chúng ta đó là trong chương trình hóa phổ thông có một phản ứng mà từ xưa đến nay á thì người ta gọi là phản ứng siêu kinh điển rồi là CH4. Đây là một phản ứng mà thầy yêu cầu chúng ta buộc phải nhớ bằng mọi giá, CH4 này. Nếu người ta đun ở 1500 độ C làm lạnh nhanh thì đây là một trong những phản ứng mà tăng được mạch carbon lên. Còn người ta gọi đây là quy trình sốc nhiệt thì nó sẽ thu được khí acetylen cộng H2. Đây là một trong những phản ứng mà quan trọng nhất trong hóa hữu cơ ở lớp 11. Đun với điều kiện là 1500 độ C và chúng ta làm lạnh rất nhanh thì chúng ta sẽ thu được acetylen. Vậy thì A của mình là acetylen.
Acetylen mà cộng HCl thì tạo thành PVC được, thì B của mình nó phải là vinil chloride. Đúng không? Đây thầy viết hộ các bạn phương trình nhé. Đây là phương trình số 1 này. Đây thầy viết hẳn phương trình cho chúng ta. Coi như thầy thực hiện một bài sơ đồ biến hóa. Được chưa? Đây là phương trình số 1. Trình bày như vậy này. Phương trình số 2 là CH nối 3CH. Các em ghi chép vào cho thầy nhé, đừng có mà chủ quan. Cộng HCl. Ở đây giả sử như trong phòng thi mà em không nhớ xúc tác thì em cứ ghi thầy tỷ lệ 1:1. Được chưa? Còn nếu em nhớ xúc tác thì em chỉ nhớ thầy là ankin mà cộng với HCl thì nó có thể cộng theo tỷ lệ 1:1 hoặc 1:2. Muốn cộng theo tỷ lệ 1:1 ấy thì tôi phải dùng xúc tác là muối của thủy ngân. Ta ghi là thủy ngân 2 cộng nhiệt độ. Thì lúc này nó sẽ cộng theo tỷ lệ 1:1 thì nó biến thành vinil chloride. Sau đó là chúng ta thực hiện phản ứng trùng hợp. Trùng hợp thì viết như thế nào nhé? Đây này, chúng ta cố gắng ta viết chủ động thầy mấy bài để nó còn quen đi. Ta trên dòng mũi tên ta ghi là nhiệt độ áp suất xúc tác, cứ ghi chung như vậy. Đấy, thì khi mình trùng hợp mình sẽ cộng nhiều phân tử này lại với nhau thì mình sẽ viết đại diện một phân tử. Khi ở sản phẩm ấy, thì nó sẽ mất hết nó đôi đi và cái liên kết này là sẽ tỏa về hai bên. Thì đây chính là PVC. Được chưa? Khi mình trùng hợp là mình lấy N phân tử này mình cộng lại với nhau thì sản phẩm ở đây là mình chỉ viết cho một đoạn mạch thôi. Còn lại phía trước, phía sau nó còn nữa cơ. Đấy thì đấy là câu số 10. Hoàn thành cho thầy nhé. Đấy. Sau đó thầy đợi các em comment ở thầy tên của câu B hoặc là công thức của câu B trong bài 11. Bài 11 bạn nào mà trả lời được câu B chúng ta bạn ấy đã có kiến thức rất ổn. Xin mời chúng ta trả lời thầy câu 11. B nó là gì? B là gì? Cố gắng các em nhé. Học liền trong vòng vài tiếng thì nó cũng mất vất vả đấy, nhưng mà nó tiết kiệm được thời gian và nó chữa bài liền mạch, mình sẽ dễ hiểu hơn. Bởi vì rất nhiều bạn bạn ấy lười á, bạn ấy mà chữa xong là bạn không làm bài thì bạn ấy quên. Nhưng mà bạn chữa một cái mạch liền kiến thức như vậy từ đầu đến cuối thì mình sẽ nhớ rất là lâu. Và cố gắng phải chuẩn bị trước bài nhé. Có bạn gọi là metan, chưa đúng không ạ, phải là etan mới đúng. Cái chất B nó sẽ là etan, đúng không? Đấy, những bạn nào comment C2H6 là chuẩn. Thì 1500 độ C A nó sẽ là acetylen. Acetylen mà cộng H2 thì nó có hai lựa chọn. Một nó là etan, hai nó là eten. Bởi vì chúng ta biết là xúc tác niken thì sẽ tạo thành etan, nhưng xúc tác là lindela thì lại tạo thành eten. Nhưng mà ở đây nó cộng clo ánh sáng thì buộc anh B nó phải là ankan. Đấy, anh B phải là ankan. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cho thầy B là etan. Được chưa? Đấy, những bạn trả lời chuẩn có bạn Đức Nhân, Ngọc Tú, Đình Bảo, Phương Vi, Đỗ Linh, Lê Đức Quang, Huy Trần. Tốt. Câu số 12, câu này khó. Câu này ta phải nhớ lại bài Aren. Thầy dạy ở bài Aren rồi. Z4 thì con đường đi của nó kiểu gì cũng là 1500 độ C. Làm lạnh nhanh thì X của mình là acetylen. Acetylen mà ra được ethylen ý, thì tôi phải cộng với xúc tác cộng với hydro. Nhưng mà xúc tác của nó là lindela. Xúc tác lindela thì nó sẽ tạo thành anh này là ethylen hay là ethylene đấy. Muốn có polystyrene thì chúng ta phải có cái anh Y là ethyl benzen. Và anh Z của chúng ta nó là styrene. Thì ở đây chúng ta có thể quên, nhưng mà em cứ mở lại thầy bài Aren là thầy dạy rồi. Trong đây thì cái phương trình nào khó viết thầy viết hộ các bạn cái phản ứng số 3 này. Tôi đang có ethylen thì tôi cộng với vòng benzen. Đấy, chúng ta ghi thầy môi trường axit nhiệt độ thì nó sẽ tạo thành ethyl benzen. Sau đó là ethyl benzen muốn biến thành thằng styrene thì chúng ta sẽ chỉ cần ghi thầy là xúc tác nhiệt độ. Hoặc em có thể ghi cho thầy bằng cái chữ này. Dehydrogen. Dehydrogen. Dehydrogen có nghĩa là tách hydro. Thì sản phẩm của chúng ta nó sẽ là styrene. Giả sử mà em không nhớ thì em cứ ghi xúc tác nhiệt độ là người ta cho đủ điểm. Hiện nay người ta không bắt chúng ta phải nhớ quá nhiều xúc tác đâu. Mình chỉ cần nhớ một số xúc tác đặc biệt, ví dụ xúc tác lindela này. Đúng không? Đấy, sau đó là chúng ta có phản ứng trùng hợp. Thì polystyrene thì mình sẽ trùng hợp, mình sẽ làm mất cái liên kết đôi ngoài vòng đi. Nó tỏa liên kết vào hai bên này. Thì đây chính là polystyrene. Nhá. Đấy là câu số 2. Thầy yêu cầu chúng ta ghi chép và thầy cẩn thận vào. Câu số 13 mới là câu khó. Câu này thì khó thật. Câu này thầy hứa các bạn, nếu mà thầy kiểm tra tự luận mà thầy nhìn tờ các bạn trình bày thì khẳng định là gần như hiếm có học sinh nào mà được trọn vẹn điểm ở 13. Kể cả có một số bạn trong lớp mình đang là học sinh các cái lớp chuyên hóa. Nhưng các em cũng không làm đúng đâu. Câu 13 phù hợp cho bạn nào đi thi học sinh giỏi. Thầy nói luôn các bạn là khi mình điều chế, mình phải điều chế sản phẩm chính.
Em điều chế sản phẩm phụ nó không có điểm đâu. Câu 13 cùng lắm em làm đúng được cái chất đầu tiên. Đây này, em trình bày thầy cả. Đây là ethylene nhé, hay là ethylene. Muốn thành 1 2 dibrom etan thì cái này rất là dễ. Đây là 1 2 dibrom. Thì thằng đầu tiên quá dễ đâu, ta cộng thầy với brom. Đấy, không cần điều kiện gì cả. Thì nó tạo thành chất đầu tiên 1,2 dibromo etan. Nhưng mà để điều chế hai cái chất còn lại á, các em sẽ gần như các em sẽ khó viết, gần như không viết được. Em có thể viết lung tung nhưng mà người ta không cho điểm đâu. Cùng lắm là giáo viên nào mà người ta dễ tính quá, người ta có thể cho một phần điểm. Còn cơ bản là khi làm là cái câu 13 mình phải điều chế sản phẩm chính. Thì bây giờ nhé, muốn có 11 dichlorom etan thì đây. Bromo à? Đấy, đây là chất này đúng không? Muốn có chất này thì thầy gợi ý em này, em phải có acetylen. Em ạ, em phải có acetylen. Acetylen khi nó cộng với 2HBr á. À, lúc này chúng ta phải áp dụng quy tắc cộng Markov-Nikov. Nếu bây giờ nhé, mình có anh acetylen mà mình cộng với 1HBr thì nó sẽ tạo thành vinin bromide, nó giống như kiểu vinin clorua á. Sau đó mình cộng thêm một lần HBr nữa thì theo đúng quy tắc cộng Markov-Nikov là brom sẽ cộng vào anh là bậc cao hơn hoặc anh là có ít hydro hơn, một trong hai bên ở nối đôi. Anh nào có ít hydro hơn nó sẽ cộng vào đấy. Tại sao nó sẽ cộng vào đấy? Bởi vì chỗ đấy nó đỡ bị chắn bởi không gian. Nên chúng ta sẽ thấy ngay là cái thằng brom nó sẽ ưu tiên cộng vào cái thằng CH đằng sau này. Đã có sẵn một brom rồi thì nó gắn thêm một brom này nữa. Tương tự thế chúng ta chỉ nhớ lại cho thầy cái phần ankin đấy. Cái chất này mà cộng với 2HCl nhé, thì sản phẩm chính của mình là hai thằng clo phải cộng vào cùng một chỗ cơ, cùng cộng ở giữa này thì nó mới là sản phẩm chính. Nên ở bài này cũng thế, cái mấu chốt của chúng ta là ta phải điều chế được acetylen. Thế giờ muốn có acetylen rất là dễ, mình đã có chất này đúng không? Mình sẽ chỉ cần đun cho thầy với KOH. Đun với KOH. Alcohol. Nhiệt độ. Thì lúc này là brom sẽ bị tách cùng hydro ở đây, anh này cũng sẽ tách cùng nhau, có nghĩa là nó sẽ tách được 2HBr. Tách được 2HBr thì nó sẽ hình thành nối 3. Được chưa? Nó sẽ hình thành nối 3 là acetylen. Đấy, thành acetylen cộng với HBr. Thầy sẽ viết cho chúng ta là HBr trước nhé. 2HBr cộng anh này. Đúng chưa? Sau đó là cái anh này cộng đấy thì tạo thành 1,1. À, em chữa bài thầy cái dichloro, dibromo etan. À, ở đây thì muốn có vinin clorua, chlorua thì chúng ta cộng thầy với 1HCl. Xúc tác của mình là thủy ngân 2 cộng. Thì nó sẽ tạo thành vinin clorua. Đấy thì xin mời các bạn hoàn thành nốt được thầy. Câu này hơi khó đấy. À, em ghi chép cẩn thận nhé. Rồi, các bạn hoàn thành cho thầy vào trong vở đi, cái bài này rất quan trọng đấy. Ok. Câu số 14. Câu 14 thì nó bảo em là khi xịt cái chất này, tuần trước thầy có nói chúng ta đấy. Khi vận động viên nó bị đau thì người ta xịt cái chất này vào chỗ đấy. Thì cái chất này nó có tác dụng gì? Thì các em comment hộ thầy là khi xịt vào chỗ đau thì người ta sẽ cảm thấy nó nóng hay nó lạnh? Cảm thấy nóng hay lạnh? Được chưa? Còn câu B thì viết luôn các bạn là viết phương trình điều chế từ etan dễ quá. Đây là etan này. Etin chloride là anh này. Em chỉ cần cộng với clo, điều kiện ánh sáng, tỷ lệ 1:1 là thành chất đấy thôi. Câu A thì chúng ta thấy ngay cái phản ứng này của chúng ta nó là phản ứng thu nhiệt. Phản ứng thu nhiệt có nghĩa chất này nó sẽ thu nhiệt từ trong cái vết thương của chúng ta. Thì nó đây nó làm giống như nó làm đông cứng cái dây thần kinh lại. Thì nạn nhân sẽ cảm thấy chỗ đấy nó mát hơn nhé. Hay là lạnh hơn, em ghi thấy lạnh hơn. Vì C2H5Cl thu nhiệt từ vết thương nên nạn nhân sẽ cảm thấy chỗ đau lạnh đi.
Mạnh đi có nghĩa là nó sẽ làm tê liệt cái dây thần kinh của khu vực đó. Được chưa? Đấy là câu 14. 14 ý A thì là lạnh đi, ý B thì em viết phương trình như vậy, dễ quá. Đây là etan này. Từ etan mà thành dẫn suất halogen thì chúng ta dùng phản ứng thế. Cái này là etin chloride. Được chưa? Đấy câu 14. Ui dồi ôi, cố lên em ơi, bài dài quá. Câu 15. Câu 15 thì nó bảo là trả lời các câu sau nhé. Thầy nói luôn các bạn này, C2H5BR mà cho vào nước cất ý, thì cái này nó không có phản ứng đâu. Không phản ứng. Bởi vì cái này nó sẽ không phản ứng với nước. Nhưng mà khi chúng ta đun với NaOH thì lúc này nó sẽ có phản ứng. Thì cuối cùng nó sẽ tạo thành gì? NaBr. C2H5BR mà. Đun với NaOH thành NaBr. Sau đó dẫn qua AgNO3 thì nó tạo thành AgBr. Kết tủa màu vàng nhạt. Đúng chưa? Đấy. Thì đấy là ở mấy bước ở đây. Câu 1, tại sao ban đầu hỗn hợp tách thành hai lớp bromoetan nằm ở lớp nào? Thì ta chỉ cần trả lời nó cho thầy là vì C2H5BR là dẫn suất này đúng không? Không tan trong nước. Trong nước. Nên nó sẽ không thể đồng nhất được. Đấy, và nặng hơn nước. Học rồi, nặng hơn nước thì nó sẽ chìm xuống bên dưới. Nên xin thầy nó chìm xuống dưới. Nó ở lớp dưới. Được chưa? Đấy là câu 1. Em nhớ thế là dẫn suất halogen thường nặng hơn nước và không tan trong nước. Nên nó sẽ chìm xuống bên dưới và nó sẽ có hiện tượng phân lớp thôi. Câu 2, kết tủa là chất gì? AgBr, màu vàng nhạt. Tại sao cần trung hòa bazơ giữ trước? Bởi vì sao? Vì nếu còn OH trừ thì làm sao đây? Thì Ag cộng. Lúc này nó lại kết hợp với OH trừ cơ để biến thành Ag2O kết tủa màu đen. Chứ nó không tạo thành AgBr. Như phải trung hòa OH trừ trước. Cái này kiến thức lớp 8, lớp 9 em biết rồi. À, cái kết tủa AgOH nó không bền đâu. Nó phân hủy thành Ag2O là cái chất màu đen. Dự đoán sản phẩm và viết phương trình trong quá thí nghiệm thì đấy, thì mình vừa viết rồi đây. C2H5BR này cộng với NaOH nhiệt độ thì thành C2H5OH cộng NaBr. Sau đó là AgNO3 cộng NaBr. Thì nó thành AgBr kết tủa màu vàng cộng NaNO3. Rồi, cho các bạn 30 giây để các em ghi chép nốt cho thầy. 30 giây ghi chép cho thầy tất cả những câu này nhé. Sau đó chúng ta chuyển sang chữa nốt mục trắc nghiệm cuối cùng là xong cái bài dẫn xuất halogen. Rồi bây giờ sang trắc nghiệm. Sang trắc nghiệm. Trắc nghiệm thì các em không cần comment đâu. Câu nào thầy bảo comment chúng ta comment. Lát thì điểm danh sau. Câu số 1 thì nó bảo em là tên của phản ứng này là gì, thì đây chắc chắn là phản ứng thế rồi. Đúng nha. Thế OH cho brom. Phản ứng thứ hai thì đây là phản ứng tách và sản phẩm chính của chúng ta thì chúng ta chú ý cho thầy là sản phẩm chính nó sẽ hình thành cái nối đôi hình thành giữa hai anh này này. Thì nó là bút 2N. Đúng chưa? Bút 2N. Chúng ta chọn B. N nhé. Em ơi cái đuôi in này này, đuôi in là nối 3, chứ còn đuôi N nó là nối đôi. Câu số 3 thì nó bảo em là nhận xét nào không đúng. Đấy, nhận xét nào không đúng. Câu A nó bảo em đó là dẫn suất halogen có nhiệt độ sôi và nhiệt nóng chảy cao hơn hydrocarbon. Đúng, vì kích thước và khối lượng lớn hơn nên tương tác và được hua lớn hơn. Câu B thủy phân etin bromide là C2H5BR. Trong môi trường kiềm thì tôi thu được etin alcohol là chính xác, đúng không? Phản ứng tách HCl của hai chlorpropan chỉ được một alken duy nhất, đúng, bởi vì cái anh này thì khi nó tách ra thì chỉ có một alken duy nhất là propen thôi. Nó đối xứng mà.
Nhưng câu D chúng ta nhớ là cái CFC là không phải có hydro đâu. CFC nó chỉ là hợp chất của carbon, fluorine với chlorine thôi, chứ không có hydrogen. Câu 3 chúng ta chọn thầy phương án của mình là phương án D, được chưa? Câu số 4, sản phẩm chính theo quy tắc tách giai xép của HCl ra khỏi hai của phân tử này là gì? Em comment ở thầy câu 4, cả lớp comment thầy câu 4. 2 cloro 3 metin butan. Đây, clo đây, metin ở đây. Khi tôi tách là tôi trừ đi HCl nhé. Thầy ghi là trừ HCl cũng nhé, tách HCl. Đun với NaOH alcohol. Nhiệt độ. Thì lúc này hình thành nối đôi ở đâu? Thì chúng ta nhớ thầy nó sẽ bị tách ở anh này. Đây là sản phẩm chính. Đúng chưa? Vậy thì nối đôi nó sẽ ở giữa. Để chúng ta ghi thầy công thức nó là gì? Được chưa? Nên là chúng ta sẽ chọn thầy tên anh này là 2-metin-but-2-en đàn A. Đấy thì các em ghi chép vào thầy vào. Ghi chép thầy nhé. Câu 4 chúng ta chọn A. Ok chưa? Câu số 4A. Rồi các bạn đều làm chuẩn. Câu số 5. Khi đun nóng anh này với alcohol, cao hoắt trong alcohol thì tạo thành alken thôi, eten đúng nhỉ? Eten. Tiếp tục câu 6. Cho AgNO3 vào đây thì sản phẩm là gì? Thì chắc chắn nó sẽ có kết tủa AgCl, kết tủa màu trắng nhá, kết tủa màu trắng. Tiếp tục câu số 7. Ở đây thầy chú ý các bạn này, cái dẫn xuất này là dẫn xuất anilin ấy, thực tế nó còn dễ dàng phản ứng với nước cơ. Cái dẫn xuất ở dạng anilin thì nó dễ dàng thủy phân trong nước nên là tạo thành HCl và sau đó HCl sẽ phản ứng tiếp với AgNO3 tạo cái tủa màu trắng. Nhưng câu số 7 này, cái này có kiến thức của chương trình cũ, thầy nói lại các bạn một chút là cái thằng halogen mà gắn vào vòng benzen ấy thì nó rất khó phản ứng với kiềm loãng. Em có thể ghi thầy chú ý là clo hoặc brom mà gắn trực tiếp vào vòng benzen ấy. Gắn vào vòng benzen ấy là chỉ phản ứng với NaOH hoặc cao H. Em ghi thầy là kiềm đặc nóng, cái này là của chương trình cũ. Được chưa? Nhiệt độ cao, áp suất cao. Đầy đủ như thế. Đặc nhiệt độ cao, áp suất cao, chứ còn không phản ứng với loãng. Không phản ứng với kiềm loãng. Cái này thì nó hơi ngoài chương trình nên là chỗ này chúng ta phải chấp nhận nhé. Là cái thằng clo đầu tiên nó không phản ứng đâu, nó chỉ có clo thứ hai phản ứng thôi, nên là câu 7 chúng ta chọn B. Được chưa? Em ghi chép thầy cái chú ý vào. Câu 7 chúng ta chọn B. Câu số 8. Thủy phân thì hiển nhiên là biến thành C3OH này, không cần comment nhé. Câu 9, chất nào thủy phân trong kiềm tạo thành alcohol thì hiển nhiên là B, đúng không? Câu 10 này, câu 10 nó bảo đun nóng chất này với NaOH trong alcohol là phải tạo thành alken. Mà alken tương ứng ta vừa viết bên trên nó chính là propen, đúng chưa? Câu số 11 cũng thế, đun với kiềm trong alcohol thì sản phẩm chính của chúng ta nó sẽ là alken. Đây này chúng ta nhìn thấy cái chất của chúng ta đây. Alken thì hình thành nó ở giữa, giữa chỗ nào? Giữa hai chỗ nó tách thì tách chỗ này này. Thì sản phẩm của chúng ta nó sẽ là but 2en. Đúng chưa? 11B. Câu 12. Câu 12 thì câu này nó bảo đun với NaOH trong alcohol thì chúng ta nhìn thấy câu 12 thầy viết hộ các bạn nhé. Đây, cụ thể là anh này. CHBr ở đây này. CH3 thì khi tôi đun với NaOH trong alcohol nhiệt độ thì nó sẽ hình thành nối đôi ở giữa chỗ này này, đúng không? Brom sẽ bị tách cùng thằng bên cạnh nhưng bậc cao thì sản phẩm chính của chúng ta đây. CH bây giờ nó thành nối đôi là CHCH3. Nên anh này sẽ là 2-metin-but-2-en. Câu 12 chúng ta chọn D. 12D. Ok chưa? 13 tương tự, 13 thì clo nó sẽ là thằng ăn trộm. Nó ăn trộm ở một trong hai nhà hàng xóm nhưng mà hàng xóm CH2 thì nó bậc cao hơn thì nó ăn trộm ở cùng anh này. Nên nối đôi nó sẽ hình thành ở giữa chỗ này đúng không? Đấy nên chúng ta sẽ chọn thầy là but-2-en. Câu 13 ta chọn D. 14 này, đun với cao hát trong alcohol thì nó tạo thành alken. Thì sản phẩm của chúng ta khí không màu chính là ethylene. Ethylene này là vào nước brom thì hiển nhiên là mất màu nước brom, ta học rồi. Nước brom bị nhạt màu hoặc mất màu, cái này ta chọn C nhé. Câu số 15. 15. Nó bảo em là sự hiện diện của halogen trong hợp chất hữu cơ có thể được phát hiện bằng cách thêm dung dịch silver nitrate và các dung dịch này. Vậy thì hợp chất nào tạo cái tủa nhanh nhất? Thì thầy lưu các em này là
cái anh clo nó gắn rất chặt vào carbon. Dĩ nhiên là so với fluorine thì chlorine nó gắn không chặt bằng, nhưng mà trong đây ta biết là iodine. Iodine nó có kích thước lớn nhất, giống kiểu vừa thầy vừa nói các bạn là nếu mà người em hoặc vợ em mà quá to em không ôm được, em không ôm được hết nàng, và nàng lại có độm điện nhỏ, hút chúng ta rất kém nên là nàng rất dễ tách ra. Và cái thằng iốt này nó có kích thước lớn nhất và độm điện bé nhất nên là iốt dễ tách ra nhất, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy ngay là dễ tạo cái tổ nhất là cái thằng cuối cùng nó có iốt. Câu tiếp theo thì chúng ta biết đây là chloro thì tạo thành cái tổ màu trắng, cái tổ AgCl màu trắng nhé. Bromo cái tổ AgBr màu vàng nhạt, còn iodo là cái tổ AgI màu vàng đậm. Vậy thì anh nào mà dễ tạo cái tổ nhất, cái tổ nhanh nhất thì chắc chắn là iốt rồi. Là ống nghiệm số 3, đúng không? 16C. Câu số 17. Câu 17 thì ý nào giải thích lý do tại sao iốt lại dễ tạo cái tổ nhất, bởi vì bán kính iốt to nhất. Thực tế nó chưa đủ đâu, người ta phải nói thêm một cái nữa là độ ấm điện của iốt lại còn bé nhất nữa cơ. Nhưng mà cái kích thước nó là cũng chính là một cái quyết định, bởi vì thực tế là từ bán kính mình có thể giải thích được độ ấm điện. Chúng ta cứ hình dung thế này, nếu mà vợ hoặc người yêu chúng ta nó nhỏ nhắn, nó vừa vòng tay chúng ta thì ta ôm, người ta giữ nàng rất là chặt. Nhưng mà nếu mà người yêu của chúng ta mà nặng 2 tạ chẳng hạn, iốt nó giống kiểu một cô gái nặng 2 tạ, nặng 200 kg mà to khủng bố thế thì chúng ta không thể ôm nổi, đúng không? Thì lúc đấy là dễ mất nàng nhất. Còn cái cô chlorine ấy, cô rất là nhỏ nhắn xinh đẹp, nặng tầm 50 cân thôi, ôm phát được luôn. Thế còn cô kia nặng 2 tạ cơ, mình không ôm được, nên là mình sẽ dễ buông cô đấy nhất. Nên chúng ta nhớ cho thầy là vì bán kính của iốt to rất nhiều so với clo, được chưa? Câu số 18 ai bấm rồi thì comment lại thầy là ở nhà ai làm rồi, ai làm rồi biết ngay. Câu 18, câu này phải bấm thì mới làm được. Chúng ta chú ý hộ thầy trong cái chất này nhé, nó có 4 liên kết CH và nó có một liên kết C nối đôi C. Trong chất này của chúng ta đây này, chất này cụ thể thầy vẽ hộ các bạn đây. Trong chất này của chúng ta thì nó có 5 liên kết CH, nó có một liên kết CF và một liên kết CC. Vậy thì chúng ta có công thức rồi, delta RH0298 thì nó bằng tổng EB chất đầu trừ tổng EB sản phẩm. Đúng không? Chúng ta học cẩn thận không bị quên nhé. Lấy tổng năng lượng liên kết chất đầu trừ tổng năng lượng liên kết sản phẩm, ta thay số này. Tôi có EB của mình là âm 73 thì bằng tổng năng lượng liên kết chất đầu là 4 lần liên kết CH là 4 nhân 413. Cộng một liên kết C nối đôi C là 614. Cộng HF, HF là 565. Đây là tổng liên kết chất đầu này. Trừ liên kết sản phẩm. Liên kết sản phẩm của chúng ta thì nó gồm có 5 liên kết CH là 5 nhân 413. Cộng một liên kết CF là EB của CF này. Và cộng với CC là 347. Em thay vào biểu thức này, em sẽ tính cho thầy được EB của CF thì nó bằng 492 kilojoule trên mol. Đáp C, 18 bạn nào chọn C chúng ta làm bài tập về nhà rồi. Đấy, C có bạn Việt Bách, Phương Vi, Ngân Hà, Ngọc Tú, Phúc Đoàn, Phùng Minh Trường, Bùi Hoàng Diệu, Thảo, Đỗ Linh, Lê Quang Minh. Rất tốt. Đấy là cái lời giải cho câu này nhé. Ai chưa biết thì ghi vào. Câu số 19 thì cũng giống như bên trên. Alken của chúng ta nó là CnH2n. Nếu mà cộng với HCl thì nó biến thành CnH2n cộng 1 clo. Phần trăm của clo thì tôi lấy 35,5 chia cho 14N cộng với 1 và cộng 35,5 là cộng 36,5 thì nó bằng 0,45223. Em giải phương trình tìm N là xong đúng không? Ai giải rồi thì bấm hộ thầy xem nào. Ai mà biết làm thì bấm thầy N mấy? N mấy? N 3. Rồi, N 3 nên chúng ta chọn thầy C3H6. 19 là C. Ok. Rồi, cảm ơn Quang Anh, Diệu Thảo. Câu tiếp theo. Tên gọi phù hợp với chất X. Em ơi, chất X mà cộng được với hydro thì X của mình phải là alken. Bằng cách là chúng ta đun cái này với KOH trong alcohol. Nhiệt độ. Được chưa? Đấy, vậy thì X của mình là eten 20A. 21. Điều kiện của phản ứng 1 vừa nói rồi, kiềm trong alcohol, chúng ta chọn B. 22, bây giờ thầy bày cho các bạn này. 22 nó bảo một dẫn xuất monochlorine thì thầy bày cho chúng ta là chúng ta gọi chung một gốc R nào đó nhé, liên kết với clo mà đun với KOH trong alcohol.
thì nó thành anken và cộng với KCl. Muối đây là muối KCl bởi vì KH nó sẽ phản ứng tiếp với HCl tạo thành thành KCl. KCl là 7,45 gram là 0,1 mol. Thì anh này của chúng ta cũng sẽ là 0,1 mol. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ bấm thấy được M lớn của RCl, ta lấy 6,45 chia 0,1 thì nó bằng 64,5. Em xin thầy R bao nhiêu? Đấy là hướng giải. Lấy 64,5 mà trừ đi 35,5. Được chưa? 64,5 trừ 35,5 thì nó bằng 29. Cái gốc nào 29 thì bây giờ thầy bày các bạn này. Chúng ta cứ lấy cái 29 này chia cho carbon là 12, còn dư mấy thì chúng ta biết là 29 mà chia cho 12 thì nó sẽ bằng 2 và dư 5 đúng không? Thì nó sẽ là C2 và dư 5 chính là H5 nhé. Vậy anh này là C2H5. Và khí của chúng ta nó sẽ là 0,1 mol thôi. 0,1 mol này này, nên là 2,479,22 chúng ta chọn A. Đúng chưa? Câu 23 tương tự này. Câu 23 tương tự, chúng ta có một dẫn suất monoclorin là R-clo này. Đúng không? Đun với NaOH thì nó thành NaCl. NaCl đổ tiếp AgNO3 vào. Ở đây thầy cảnh báo các bạn là tại sao nó phải axit hóa cái dung dịch này? Bởi vì nó phải trung hòa kiềm dư. Nếu mà không trung hòa kiềm dư nó tạo ra kết tủa Ag2O màu đen như bên trên thầy có nói đấy. Thì nó phải trung hòa kiềm dư. Rồi nó đổ AgNO3 vào thì kết tủa AgCl. Kết tủa này bao nhiêu mol ta bấm thầy là 21,525. 21,525 chia cho 143,5 thì kết tủa đấy là 0,15 mol. Vậy thì cái dẫn suất này của chúng ta nó cũng sẽ là 0,15 mol. Đúng chưa? Do đó chúng ta bấm thầy được M lớn của dẫn suất thì ta lấy thầy 13,875. Chương trình mới nó dễ lắm. Toàn bài tập tính toán kiểu trẻ con thôi. Dẫn suất này phân tử khối bằng 92,5. Vậy thì R bằng bao nhiêu? Chúng ta lấy 92,5 ta trừ cái thằng clo này, trừ 35,5 thì nó bằng 57. 57 bây giờ thầy bài bác nhé. Chúng ta lấy 57 chia cho 12. 57 chia 12 thì bằng 4 và dư 9, C4H9. Đúng không? Vậy chúng ta chọn C. Đấy là cách để chúng ta nhẩm gốc cho nó nhanh. Cứ lấy 57 cái gốc này này, cái khối lượng chia cho 12 thì nó bằng số carbon là 4 và dư là 9 là 9H. Câu số 24. Câu này thì thầy lưu các bạn là đó là thầy dùng tài liệu ở chương trình cũ để thầy chế tạo cái câu 24 này. Nhưng mà câu 24 thì thầy vẫn đang tính ở điều kiện tiêu chuẩn nhé. Chúng ta nhân cho thầy 22,4 nhé. Còn nếu mà em muốn chế thành điều kiện chuẩn thì thay đáp án một tí thôi, không vấn đề gì cả. Để hoàn thành câu 24 thì em nhớ thầy cái phương trình đầu tiên phải cân bằng 2 vào đây. Được chưa? Chúng ta nhớ là phải cân bằng sơ đồ ta mới làm được. Đây. 3 chấm nhé. Cuối cùng nó thành PVC. Nhớ phải cân bằng sơ đồ. Em nào mà không cân bằng sơ đồ em sẽ không tính ra kết quả đâu. Nhìn cho thầy, thầy bấm này. Nó có 1 tấn PVC ta đổi ra cân là 1.000 cân này. Muốn tính số mol ta chia cho cái phân tử khối bên trong của nó là 62,5. Thì thằng này bằng bao nhiêu mol? Bấm máy tính là 1.000 này. Chia 62,5. Thì nó bằng 16 kmol. Đơn vị là kmol nhé. Tại vì ta đang để đơn vị là kg. Bằng này kmol vậy thì theo đúng phương trình thì anh này sẽ là 16 x 2 là 32 kmol. Nhưng mà từ sản phẩm tính ngược lại chất ban đầu, ở nhà ai làm bài này chưa? Thử comment lại thầy cái. Mà hiệu suất của chúng ta nó bằng, hiệu suất là có 20% thôi. Từ sản phẩm tính ngược chất đầu ta phải chia hiệu suất. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu mol? Bấm 32 chia cho 0,2. 160 mol, 160 kmol. Từ đó chúng ta sẽ tính cho thầy được V của khí thiên nhiên. Khí thiên nhiên. Em sẽ lấy 160 x 22,4. Nhưng mà cái khí thiên nhiên lại chỉ có 80% là metan thôi. Thì ta phải chia tiếp 80%. Thì nó bằng 4.480. Được chưa? Mét khối. Thì chúng ta chọn thầy câu 24 đoạn A. Đó, câu này đoạn A. Đơn giản. Được chưa? 24A. Ghi chép đi em ơi. Nhớ cho thầy là từ sản phẩm mà tính ngược chất đầu ta phải chia hiệu suất. Chia hiệu suất nhé. Và muốn làm bài tập này phải cân bằng sơ đồ. Chúng ta gặp cái kiểu bài này suốt này. Từ những cái phần lớp 10, mấy cái bài tập điều chế hoặc là lớp 11, mấy cái bài điều chế axit sulfuric từ quặng pyrit sắt hay là từ sulfur đấy. Hay thứ A, kiểu bài này còn gặp lại nhiều. Dĩ nhiên là chương trình phổ thông mới thì người ta thay điều kiện thành điều kiện chuẩn rồi, thì bỏ cái chữ tiêu đi thì chúng ta sẽ nhân 24,79. Nhưng mà ở bài này nó cho điều kiện tiêu chuẩn ta chấp nhận thôi. Câu 25. Trong các dẫn suất sau, dẫn suất nào khi đun với kiềm thu được alcohol? Ở trong ancol được hai anken đồng phân thì cái này em chủ động em chọn thầy phương án của mình là D, bởi vì anh này nhé là khi nó tách ấy thì nó sẽ tạo thành được bút 2N là sản phẩm chính và bút 1N là sản phẩm phụ.
Đúng chưa? Câu 25. Ở đây thầy chữa nhanh này. Khi đun với cao áp trong môi trường kiềm thì trong môi trường là alcohol ấy, thì cái liên kết nó bị phá vỡ, chắc chắn bị X này sẽ bị tách cùng hydro thằng này. Đúng không? Vậy thì khi nó tách cùng hydro thì hình thành cái nối đôi ở giữa. Nên là chúng ta thấy ngay là cái liên kết nó bị phá vỡ là liên kết số 1 với số 3. Chúng ta chọn thầy câu A, 26A. Được đâu? Thầy xin lỗi, trong alcohol là 1 với 3 phá vỡ là B. Câu A mình là thiếu chữ alcohol. Được chưa? Câu 27. 27 thì hai anh này mà khi tách đều ra một alken, bởi vì nó chỉ có một, chỉ có ba carbon thì chỉ có một alken thôi. Kiểu gì thì chỉ có một alken. Sản phẩm giống nhau nhé và cùng loại phản ứng. 27A. 28, hôm trước thầy có cho người ta làm bài tập rồi. Từ bậc 1 mà thành bậc 2 thì chúng ta sẽ tách rồi ta lại hợp. Tách kiểu gì? Thì đây tôi có tách này. Có phải một bromo propan khi tôi tách thì để hình thành propen. Propen mà cộng với HBr thì brom nó ưu tiên cộng vào giữa. Thì lúc này nó thành 2 bromo propan. Đúng không? Tách rồi hợp mà. 28 là A. 29 tương tự này. Tách thì nó hỏi Z không thể là gì. Thì em nhớ hộ thầy là cái thằng Y của mình nó kiểu gì nó là alken thôi. Alken thì tí nữa brom nó sẽ phải cộng vào hai vị trí liên tiếp. Alken ở đâu cũng thế. Alken kể cả cái nối đôi ở giữa thì nó sẽ phải cộng vào hai vị trí liên tiếp. Đúng không? Hoặc kể cả mạch nhánh nhé. Y của mình nó là alken thì nó có thể là những cái vị trí này. Nhưng mà lúc nào phải cộng hai vị trí liên tiếp. Trong khi đó chúng ta nhìn cho thầy này. Cái anh số 1 thì là hai thằng này liên tiếp đúng này. Anh C này cũng liên tiếp đúng này. Nhưng mà ở đây em nhìn cho thầy câu B này. Câu B là CH3 CH xong là CH2BR. Chỗ này cũng là CH2BR. Thì làm sao cộng được hai vị trí xa nhau được? Đúng không? Nó luôn luôn phải vị trí liên tiếp. 29B. Rồi. Câu số 30 thì bước 1 nó cho phần trăm nguyên tố. Cái này thầy dạy chúng ta rất kỹ rồi. Bước 1 thì em sẽ tìm được là CXHIBRZ. Ta có X chia Y chia Z. Thì em sẽ lấy 35,04 phần 12 này. Chia 6,57 phần 1. Chia cho 58,39 phần 80. Thì em sẽ tìm được cho thầy cái kết quả của nó là 4 chia 9 chia 1. Thì bước 2 thì mình sẽ tìm được công thức phân tử là C4H9BR. Đúng chưa? 30A. Chất này chúng ta đã nói với nhau từ đầu giờ là nó sẽ có 2 mũ N trừ 2. Thì nó bằng 4 công thức cấu tạo. Đúng không? Đáp án C. Và câu tiếp theo nó bảo em là khi đun với kiềm trong alcohol thì được sản phẩm duy nhất là bút 1N. Thì cái chất này nó buộc phải có cái thằng clo đứng vào vị trí đầu tiên. Bởi vì thằng đầu tiên nó chỉ có một thằng hàng xóm. Thì khi nó tách thì nó tách cùng đúng thằng đầu tiên thôi. Đây. Hình thành nó đôi chỗ đấy. Đúng không? Nên bài này chúng ta chọn A. Nhá, em có thể viết phương trình cho thầy. Rồi, chúng ta ghi chép thầy cái đoạn này đi. Thì đây, hình thành nối đôi ở giữa cộng HCl, một sản phẩm duy nhất. Còn cái anh 2 bromo butan này nhé, chúng ta vừa lại nói với nhau, hoặc cloro này, thì nó hình thành hai sản phẩm, chính là vào giữa này, phụ là vào đầu này, hai sản phẩm rồi đúng không? Không được. Tương tự thế với những anh kia. Nên chốt lại là câu 32, chúng ta chọn thầy phương án A. Đó. Vậy là thầy vừa chữa cho ông ta xong 16 trang bài tập. Đấy, hàng trăm bài gồm cả trắc nghiệm với tự luận của cái phần 1 chương 5 là dẫn xuất halogen. Thầy yêu cầu các bạn là ghi chép cẩn thận và chúng ta phải tìm cho thầy bài tập tương tự và chúng ta làm nhé. Thì em phải đọc lại lý thuyết và em làm lại thầy những cái bài tập mà em chưa rõ thì lúc đấy chúng ta mới tiến bộ được.